đại tần lão tổ, bắt đầu để thủy hoàng công lực tam quốc, nguồn sâu lười. Chương không một doanh chính bái kiến lão tổ. Đại tần. Sáng sớm. Yên lặng như tờ, phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng, cẩn thận nghiêm túc thấm vào lấy cạn màu lam màn trời, tia nắng ban mai chậm chậm kéo lên màn mở đầu. Từng đội từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí, mang theo túc sát chi khí thiết giáp vệ sĩ nối đuôi nhau mà ra, dọc theo hàm dương thành bên ngoài quan đạo xếp hàng hai bên, liên miên gần 10 dặm. Đại tần tướng quốc Lữ Bất Vi cùng văn võ bá quan không có đi tảo triều, mà là đi tới hàm dương thành bên ngoài 10 dặm chi địa chờ. Phản phất tảo triều muốn ở chỗ này cử hành. Sáng sớm bách tính nhìn thấy tình hình như vậy dọa đến đại khí không dám thở, xa xa trốn ở một bên, mang trên mặt nồng đậm hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ là sáu nước đại nhân vật hôm nay đến Hàm Dương? Không thấy được tướng quốc đại nhân và văn võ bách quan đều tới sao? Cái nào sáu nước đại nhân vật phối tình hình như vậy? Văn võ bá quan ra khỏi thành đón lấy mười dặm, khẳng định là nhóm chúng ta khó mà tưởng tượng đại nhân vật. Ta nghe nói doanh gia một vị đức cao vọng trọng lão tổ sẽ tại hôm nay trở về, chúng ta đại vương đợi một lát đều sẽ tự mình đón lấy. Thật hay giả? Chúng ta đợi một lát chẳng phải là có thể nhìn thấy đại vương. Kia là đương nhiên. Không biết rõ là doanh gia vị kia lão tổ. Nghe ta cửu cửu cô cô thẩm thẩm chất tử tự nói tựa hồ là doanh Huyền lão tổ, Huyền tổ. Huyền tổ thật sẽ ở hôm nay trở về sao? Huyền tổ hẳn là có trăm tuổi cao linh a. Hôm nay chính là Huyền tổ trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Trăm tuổi a. Không giống với phổ thông bách tính. Văn võ bá quan đều biết rõ hôm nay muốn nghênh tiếp đại nhân vật chính là Huyền tổ Doanh Huyền. Bất quá đối với Doanh Huyền hôm nay có thể hay không trở về, trong lòng mọi người không chắc. Đại đa số người đều không cảm thấy Doanh Huyền hôm nay sẽ xuất hiện. Thời đại này, có thể sống qua 100 tuổi người, ít càng thêm ít. Từ tầng hiếu công doanh cừ lương về sau, đại tầng mỗi một đời quân vương liền không có một cái sống qua 50 tuổi. Tướng quốc đại nhân, ngươi biết rõ huyền tổ tin tức sao? Lý Tư tiến đến Lữ Bất Vi bên cạnh, thấp giọng hỏi. Lữ Bất Vi làm đại tần tướng quốc, quyền thế ngập trời, trưởng quản lấy danh xưng thiên la địa võng, vô khổng bất nhập thế lực trải rộng bảy nước la võng tổ chức sát thủ. Toàn bộ đại tần, ngoài trừ doanh chính, có khả năng nhất biết rõ doanh huyền tin tức chính là Lữ Bất Vi thậm chí Lữ Bất Vi hiểu rõ tin tức khả năng so doanh chính còn nhiều. Đại vương để nhóm chúng ta ở đây cung nên huyền tổ trở về, chúng ta làm thần tử, chờ lấy chính là, không cần hỏi nhiều. Lữ Bất Vi thanh âm bình thản, không giận tự uy. Nói xong liền không để ý tới Lý Tư, suy nghĩ viễn vông, không biết đang suy nghĩ gì. Tướng quốc đại nhân dạy rất đúng. Lý Tư cung kính lui ra, nhưng trong lòng thì suy nghĩ doanh huyền doanh huyền tần hiếu công chi ấu tử tần huệ văn vương chi đệ nghe nói từ tiểu thiên phú dị bẩm thông minh dị thường hắn phát minh tạo giấy thuật in chữ rời thuật khiến cho chư tử bách gia nhất là nho gia văn hóa trước nay chưa từng có phụng vinh ân trạch thiên hạ hắn phát minh lưỡi cày cùng lúa nước trồng kỹ thuật khiến cho lương thực sản lượng tăng nhiều nuôi sống không biết rõ bao nhiêu bách tính Hắn tiện tay phát minh một hệ liệt kỹ thuật càng làm cho Tần Quốc chưa từng có cường đại, vững vàng chiếm cứ bảy quốc chi thủ. Tần Huệ Vương vốn là muốn đem vương vị truyền cho hắn, nhưng Doanh Huyền không chút do dự cự tuyệt, về sau liền ly khai Hàm Dương. Nghe nói cầu tiên vấn đạo đi. Trên đời này có hay không tiên nhân, Lý Tư không biết rõ. Bất quá hắn biết rõ Doanh Huyền võ đạo thiên phú cực cao, 12 hàng năm tông sư 18 tuổi tấn thăng đại tông sư, 20 tuổi ly khai hàm dương, liền không có mảy may tin tức. Cũng chính là bởi vì doanh huyền võ đạo thiên phú cực cao, bây giờ trăm tuổi sinh nhật ngày, mới có như vậy một chút xíu khả năng trở về. Nếu không người bình thường, rất khó sống đến 100 tuổi. Đại vương giá lâm. Đúng lúc này, theo triệu cao bén nhọn lạnh lẽo thanh âm vang lên, tần vương doanh chính xe đuổi tại một đám giáp sĩ chen chúc hà chậm rãi lái tới bái kiến đại vương. Lữ bất vi dẫn đầu văn võ bá quan không người đón lấy. Bình thân. Lạnh lẽo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tạ đại vương. Văn võ bá quan đứng dậy. Doanh chính đi xuống xe đuổi, đi vào trước mọi người đứng vững. Hắn thân mang màu đen khảm kim long bào, một tay án lấy bên hông treo thiên vấn kiếm, thân thể thẳng tắp, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt, nhìn qua phương xa uy nghiêm mà thần bí hắn ánh mắt trảo qua chỗ mặc kệ là văn thần vẫn là võ tướng toàn bộ đều cúi đầu xuống không người dám tới đối mặt tìm long xuất uyên bay lên cửu thiên cho dù là lữ bất vi cũng cảm thấy áp lực như núi nếu như huyền tổ thật hôm nay trở về ta sợ là chỉ có thoái ẩn núi rừng lữ bất vi trong lòng âm thầm cầu nguyện Doanh huyền mất đi tin tức 80 năm, cho dù hắn trưởng khống la võng, cũng không có hỏi thăm đến mảy may có quan hệ tin tức. Hắn thấy, doanh huyền chỉ sợ sớm đã chết rồi. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Lữ bất vi nhất lên tâm từng chút từng chút buông xuống. Doanh huyền sợ là tới không được. Hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước doanh chính. Doanh chính thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp, như một thanh kiếm sắt, xuyên thẳng mây xanh không nhúc nhích nhìn không ra sâu cạn tổ huấn ghi chép huyền tổ sẽ tại trăm năm thọ thần sinh nhật ngày trở về hàm dương hôm nay chính là trăm tuổi thọ thần sinh nhật ngày doanh chính trong lòng âm thầm cầu nguyện huyền tổ thiên phú dị bẩm văn trị võ công lỗi lạc có thành tựu chính là bất thế kỳ nhân nói hôm nay trở về thì nhất định sẽ trở về đối với vị này chưa hề gặp mặt huyền tổ doanh huyền doanh chính trong lòng tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Cho dù doanh huyền gần như chỉ ở Tần Quốc chờ đợi 20 năm, nhưng đối Tần Quốc, thậm chí toàn bộ thiên hạ tạo thành ảnh hưởng lại là không có gì sánh kịp. Tần Quốc được sự giúp đỡ của doanh huyền, Tần Huệ Văn Vương Bắc Phạt Nghĩa Mương, Tây Bình Ba Thục, hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, xuôi Nam Thương Với, khiến cho Tần Quốc nhảy lên trở thành bảy quốc chi thủ. Nếu không phải doanh huyền từ bỏ vương vị, sớm ly khai tần quốc tần quốc tất nhiên tại doanh huyền trong tay nhất thống sáu nước bất quá thiên hạ chắc chắn tại quả nhân trên tay nhất thống doanh chính trong mắt ý chí chiến đấu sụt sôi lòng tin mười phần bất quá hắn càng kỳ vọng doanh huyền có thể trở về nhìn xem hắn nhất thống sáu nước ngày qua giữa trưa văn võ bá quan nội tâm bắt đầu nôn nóng đỉnh đầu cây độc mặt trời trong bụng bụng đói kêu vang để bọn hắn càng thêm bực bội, trong lòng phỉ bán. Huyền tổ sợ là sẽ không tới đi. Huyền tổ đều mất đi tin tức 80 năm, nói không chừng đã sớm hết rồi. Trên đời này có bao nhiêu người có thể đủ sống đến 100 tuổi? Ai, không biết rõ còn phải đợi đến cái gì thời điểm. Ngay tại văn võ bá quan kiên nhẫn mài tận, phiền não trong lòng thời điểm. Cự ly bọn hắn vài dặm bên ngoài trên đường lớn. Một đạo hạt phát đồng nhan tuấn lãng thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn nhìn đi rất chậm. Nhưng một bước mấy mét, phản phất xuất địa thành thốn, đảo mắt liền đi tới doanh chính bọn người phía trước mấy chục mét. Oanh! Doanh chính bên trái, một cái khuôn mặt lạnh lẽo, mặt không biểu lộ, thân mang trường bào màu trắng thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hình như có kiếm ý phun trào, cả người phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, xuyên thẳng mây xanh duệ không thể đỡ. Thật là lợi hại. Người này thực lực không tại sư phụ phía dưới. Thanh niên tay cầm chui kiếm không khỏi nắm thật chặt, nhìn chầm chầm người tới, nhãn thần ngưng trọng. Hắn chính là doanh chính cận vệ. Quỷ cốc truyền nhân. Cái nhiếp. Doanh chính bên phải, một cái khuôn mặt che lấp, màu đỏ tóc ngắn, ánh mắt rét lạnh, mang theo hoạn quan mũ cao âm nhu nam tử âm lạnh ánh mắt đồng dạng nhìn qua tốc độ thật nhanh. Thật là khủng khiếp tu vi. Triệu Cao trong lòng kinh hãi, hắn võ công không yếu, nhưng nhìn qua người tới, lại cảm giác như là một vùng biển mênh mông biển lớn cuốn tới, mênh mông đung đưa, để hắn sinh không nổi mảy may lòng kháng cự. Đây là thiên địa đại thế, không phải sức người có thể ngăn cản. Đây chính là huyền tổ sao? Chỉ sợ quỷ cốc phái quỷ cốc tử, đạo gia Bắc Minh tử, âm dương gia đông hoàng thái nhất cũng bất quá như thế đi không chỉ là cái nhiếp triệu cao doanh chính lữ bất vi vương tiễn vương bí bọn người đồng loạt nhìn phía người tới huyền tổ trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng hiển hiện cùng một cái danh tự bọn hắn đều nhìn qua doanh huyền hai mươi tuổi lúc trời đi chân dung mặc dù tám mươi năm qua đi nhưng doanh huyền ngoại trừ tóc bạc khuôn mặt cơ hồ nhìn không ra mảy may biến hóa mà lại loại này tu vi thời thế hiện nay cũng chỉ có mấy cái kia lão quái vật có thể với tới nhưng bọn hắn không có khả năng chạy tới giả mạo doanh huyền cho nên người này tất nhiên là huyền tổ doanh huyền không thể nghi ngờ doanh chính lập tức tiến lên kích động bái nói doanh họ triệu thị tử tôn chính dẫn đầu đại tần văn võ bái kiến huyền tổ cung nghênh huyền tổ trở về. Theo doanh chính thanh âm rơi xuống, lữ bất vi, vương tiễn các loại văn võ đại thần đồng loạt quỳ rạp trên đất, cùng nhau hô. Cung nghênh huyền tổ trở về. Chung quanh vô số giáp sĩ cùng bách tính quỳ theo bái hô to. Cung nghênh huyền tổ trở về. Âm thanh chấn cửu tiêu. Kéo dài không dứt. Doanh huyền nhìn qua doanh chính bọn người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trăm năm hắn đi vào đại tầng rồng đã trăm năm về khoảng cách lần ly khai hàm dương cũng rồng đã tám mươi năm thương hải tan điền cảnh còn người mất đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ mạnh nhất phó bản hệ thống kích hoạt đúng lúc này trong đầu vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc doanh huyền khẽ giật mình trong lòng mắng to có cậu hệ thống Lão tử đô thành lục địa thần tiên, ngươi hắn A à rốt cục kích hoạt lên. Ngươi hắn A à nếu là không ra sức, lão tử tháo ngươi. Doanh huyền xuyên qua cùng người khác không đồng dạng, cũng không phải là đoạt xá người khác, mà là trực tiếp xuyên qua tại trong bụng mẹ, đồng thời vừa đến đã khóa lại mạnh nhất phó bản hệ thống. Nhưng là hệ thống kích hoạt lại muốn một trăm năm sau, đồng thời còn muốn hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Cái gì hồng trần luyện tâm? cái gì ẩn cư núi rừng? Hoàng Mỹ kỳ danh viết, khảo nghiệm. Doanh huyền chỉ có thể một bên hoàn thành nhiệm vụ, một bên cố gắng luyện võ, tranh thủ sống đến 100 tuổi, kích hoạt hệ thống. Cũng may trời cao không phụ người có lòng. Doanh huyền thiên phú dị bẩm, làm người hai đời, linh hồn cường đại, không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn tu luyện thành lục địa thần tiên. Cũng rốt cuộc đời đến hôm nay trăm tuổi thọ thần sinh nhật, Hệ thống kích hoạt lên. Đinh, mạnh nhất phó bản hệ thống mở ra. Túc chủ nhưng khóa lại một cái thế giới làm chủ thế giới, khóa lại về sau, túc chủ là thế giới chi chủ. Thông quan phó bản về sau, có thể đạt được thông quan ban thưởng, nhưng trưởng khống phó bản có thể đem phó bản dung nhập chủ thế giới, thăng cấp chủ thế giới. Trước mắt có thể chọn thế giới đại tầng. Khóa lại về sau không thể sửa đổi phải chăng khóa lại đại tần thế giới làm chủ thế giới khóa lại doanh huyền trong lòng im lặng mở miệng ngoại trừ đại tần hắn cũng không có lựa chọn nào khác huống chi hắn làm đại tần lão tổ không khóa lại đại tần thế giới khóa lại cái gì đinh khóa lại thành công chúc mừng túc chủ trở thành đại tần thế giới chi chủ thanh âm giống như máy móc rơi xuống một cổ huyền chi lại huyền cảm giác phúc chốc tràn vào doanh huyền trong lòng. Doanh huyền thân ảnh chậm rãi hiện lên, cách mặt đất ba thước, đồng thời càng ngày càng cao. Doanh chính, cái nhiếp, triệu cao, lữ bất vi, vương tiễn các loại tất cả mọi người hải nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp doanh huyền trên đầu tóc bạc hóa tóc xanh, trường bào không gió mà bay, bay phất phới, tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang vạn trượng. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng thiên địa phản phất đều là vào lúc này tùy theo cộng minh bắt đầu. Một loại không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm cảm giác, từ doanh huyền trên thân thể tràn ngập ra. Thân ảnh của hắn phản phất trở nên vô cùng lớn. Vô tận vĩ ngạn. Đại tần, Hàn Quốc, Ngụy Quốc, Triệu Quốc, Sở Quốc, nước Tề, nước Yến, thậm chí toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người. Sinh linh. Đều thấy được doanh huyền vĩ ngạn thân ảnh hắn phản phất không chỗ không tại, đâu đâu cũng có, đứng lặng tại mỗi người trên không, tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí thế. Tại loại này uy nghiêm cùng khí thế dưới, đại tần cùng sáu nước sinh linh, thậm chí thiên hạ sinh linh, lại đột nhiên phần phật cùng nhau quỳ sát mà xuống. Bọn hắn nhãn thần cùng nhiệt mà mê ly nhìn qua cái kia đạo vĩ ngàn thân ảnh. Sự uy nghiêm đó. Giống như trong thế tục thần tử nhìn thấy đế vương kia cổ uy nghiêm bao trùm thiên địa giống như thiên địa chi chủ chương không hai giữ thiên tề thọ trường sinh bất lão nước hàng tân trịnh hàng vương an nằm rạp trên mặt đất hai mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn qua trên bầu trời tựa như thiên thần vĩ ngạn thân ảnh hô hấp ngưng trệ tim đập rộn lên ông trời của ta đây là thiên thần hạ phàm sao trên đời này thật có thần linh tiểu nhân bái kiến thiên thần, thiên thần phù hộ. Hàng vương an sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi, điên cuồng dập đầu. Có thần linh, chẳng phải là mang ý nghĩa có thể trường sinh bất lão. Mang ý nghĩa hắn cũng có khả năng trường sinh bất lão. Trên đời này thật có thần linh. Đây là một cái yêu giả đến cực hạn, xinh đẹp đến cực hạn nữ nhân. Nàng tự hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra mỹ ý, dụ hoặc lấy nam nhân, trêu đùa thần kinh của ngươi. Nàng khí chất cao quý ưu nhã, nhưng lại mang theo yêu tinh đồng dạng yêu mị, giống như một đóa yêu cơ xanh lam, mê người nhưng lại nguy hiểm. Nàng chính là hàng vương an lão bà, Minh Châu Phu Nhân. Nàng âm thầm còn có một cái thân phận. Chính là dạ mạc tứ hung tướng một trong bích hải triều nữ yêu. Nàng hẹp dài yêu giả đôi mắt đẹp có chút chấp động, chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia đạo vô cùng vĩ ngạn, vô cùng thần thánh, vô cùng uy nghiêm thân ảnh. Đạo thân ảnh này tự như đứng lặng xa xôi chân trời, lại phản phất gần trong gan tất. Còn cao hơn trời. Còn sâu hơn biển. Cho dù Minh Châu Phu Nhân tâm tính kiên nghị cường đại, vẫn như cũ rung động không hiểu. Loại kia giống như thực chất áp bách. Loại kia giống như hạ vị giả đối mặt thượng vị giả. Loại kia tự như đến từ sinh mệnh cấp độ uy nghiêm cùng khí thế, rõ ràng nói cho nàng, đây tuyệt đối không phải huyễn tượng. Cũng tuyệt đối không phải là cái gì người cố lộng huyền hư. Nàng bản thân tinh thông huyễn thuật, cổ thuật, độc dược các loại năng lực, sủng quan hậu cung, lại làm cho hàng vương an liền ngón tay đều không thể đụng phải một cái, năng lực có thể nghĩ. Đây tuyệt đối là một vị không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại, cho dù không phải thần linh, cũng sánh vai thần linh. Minh Châu phu nhân si ngốc nhìn qua trên bầu trời vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng tràn ngập khát vọng. Khát vọng đối với lực lượng. Nguyên lai trên đời này thật có như thế cường đại tồn tại, tự như thần linh. Cũng không biết rõ ngày sau có hay không cơ hội nhìn thấy đối phương, nếu là có thể. Minh Châu phu nhân đôi mắt đẹp nhìn qua bầu trời vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng tràn ngập chờ mong. Làm sao có thể? Đại tướng quân phủ, một mặt giữ tận đại tướng quân cơ vô dạ quỳ trên mặt đất, đờ đẫn nhìn qua bầu trời; một mặt khó có thể tin, ta không phải hoa mắt a. À. cái này kinh khủng uy áp, cái này làm cho người hít thở không thông uy nghiêm, cái này không có gì sánh kịp khí tức. khẳng định là thần tiên, chỉ có thần tiên mới có như thế cường đại. trên đời này thật có thần linh. giờ khắc này, không chỉ là hàng vương an, minh châu phu nhân đại tướng quân cơ vô dạ ngụy vương triệu vương sở vương yến vương hỷ tề vương kiến âm dương gia nho gia mặc gia đạo gia sáu nước cùng chư tử bách gia tất cả mọi người đều rung động không hiểu chỉ cảm thấy đầu ông ông rung động không thể tưởng tượng một mặt ngốc trệ mặc dù trên đời này có võ công có cổ thuật âm dương gia có âm dương thuật đạo gia có đạo pháp tựa hồ rất thần kỳ nhưng kỳ thật vẫn không có thoát ly võ công phạm trù. Mặc dù truyền thuyết có cửu thiên huyền nữ dạng này thần nữ, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, tiên thần hoàn toàn là hư vô mờ mịt, căn bản không tồn tại. Nhưng mà, hôm nay, bọn hắn thấy được thần tiên, chân chính thần tiên. Nếu như vậy vĩ lực còn không tính thần tiên, kia cái gì mới là thần tiên? Trên đời này, thật có thần tiên. Đại Tần Hàm Dương Tần Vương Doanh Chính, Cái Nhiếp, Triệu Cao, Hộ Pháp Quốc Sư Nguyệt Thần cùng văn võ bá quan ngơ ngác nhìn qua trên bầu trời toàn thân tản ra vô tận uy áp cùng khí thế Doanh Huyền, đầu một mảnh trống không. Huyền Huyền Tổ, Thành Thành Tiên Trên đời này thật có Thần Tiên. Hộ Pháp Quốc Sư Nguyệt Thần thật mỏng mắt xa dưới, một đôi xanh thẳm thâm thúy đôi mắt đẹp tràn ngập trung động cùng kích động, trong lòng dời sông lấp biển. Âm dương gia cao tầng danh hào kỳ thật chính là dựa theo thần linh danh tự mệnh danh. Tỷ như nàng Nguyệt Thần. Nàng chân chính danh tự tự nhiên không gọi Nguyệt Thần, Nguyệt Thần là nàng làm âm dương gia hữu hộ pháp lấy được phong hào. Còn lại như thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Quân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh các loại đều là như thế huyền tổ thật thành tiên. Cái nhiếp chăm chú nhìn bầu trời, nhãn thần phức tạp, làm quỷ cốc truyền nhân, hắn càng tin tưởng kiếm trong tay, không tin trên đời có thần tiên. Nhưng thời khắc này doanh huyền, hoàn toàn vượt quá phàm nhân tưởng tượng cùng cực hạn. Đây tuyệt đối không phải võ công có thể đạt tới. Cho dù sư phụ hắn quỷ cốc tử, tại lúc này doanh huyền trước mặt, chỉ sợ cũng như phạm nhân đồng dạng nhỏ bé. Huyền tổ thành tiên, trời phù hộ đại tầng. Doanh Chính lấy lại tinh thần, trong lòng kích động hưng phấn, khó mà nói nên lời. Mà Doanh Huyền giờ phút này đồng dạng có chút hưng phấn. Cẩu hệ thống, còn không tệ, không uổng công lão tử đời trăm năm, lại là hồng trần luyện tâm, lại là ẩn cư núi rừng. Doanh Huyền nắm chặt lại quyền, có chút hưng phấn. Hắn tự nhiên không có thành tiên. Bất quá hắn khóa lại đại tầng thế giới làm chủ thế giới về sau, liền trở thành thế giới chi chủ, toàn bộ thế giới phản phất trở thành một phần của thân thể hắn. Một ý niệm khả quan đại tầng bất luận cái gì một góc trời, như trong bàn tay xem văn. Một ý niệm nhưng thương hải hóa ruộng dâu, dời núi lấp biển, không gì làm không được. Đại tầng bất diệt, hắn liền bất tử. Có thể nói, giữ thiên tề thọ, trường sinh bất lão. Đồng thời chỉ cần tại đại tầng thế giới, hắn liền có thể điều động đại tầng thế giới chi lực, có được tự như tiên thần lực lượng. Vô địch bắt đầu sao? Bất quá ta mục tiêu cũng không phải đại tầng, mà là tinh thần đại hải. Doanh huyền có chút nắm tay, đè xuống kích động trong lòng. Hiện tại vẫn chưa tới hắn bành trướng thời điểm. Tại đại tầng thế giới vô địch cũng không tính cái gì. Phóng nhãn chư thiên vạn giới vẫn như cũ nhỏ bé như sâu kiến đinh chủ thế giới khóa lại xong xuôi phó bản đổi mới theo thanh âm giống như máy móc vang lên doanh huyền trước mặt hiển hiện một khối giao diện ảo từng khỏa sao trời xẹt qua kia là từng cái phó bản vân lam tông phó bản ma thú sơn mạch phó bản yêu đế mộ phó bản siêu thần học viện phó bản đấu la phó bản bỉ bỉ đông phó bản doanh huyền phát hiện bất luận cái gì đồ vật đều có thể trở thành một cái phó bản. Một cây cỏ, một người, một con chó, một khối tảng đá. Bất quá thường gặp phó bản vẫn là một tòa sơn mạch, một tòa thành trì, thậm chí một cái thế giới. Đinh Chúc mừng túc chủ đổi mới đến tam quốc phó bản. Phó bản nhiệm vụ 1, thu phục hoặc đánh giết lữ bố. Phó bản nhiệm vụ 2, thu phục hoặc đánh giết động trác. Phó bản nhiệm vụ 3, trưởng khống tam quốc bảy thành cương vực. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được ban thưởng, đổi mới kế tiếp phó bản. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, không ban thưởng cũng không trừng phạt, hai tháng sau có thể quét mới kế tiếp phó bản. Còn không tệ. Doanh huyền khẽ vuốt cầm, hắn ghét nhất có trừng phạt hệ thống. Về phần chưa hoàn thành nhiệm vụ, cần hai tháng đổi mới một lần, hoàn toàn không là vấn đề giống tam quốc phó bản loại này cỡ lớn phó bản, cần tốn hao thời gian cũng không ít. Nhất là trưởng khống tam quốc bảy thành cương vực, dựa vào một người đi vào đánh phó bản, cho dù biết rõ kịch bản, cũng quá khó khăn. Dù cho tam quốc phó bản không có phương Tây khu vực, muốn trưởng khống bảy thành cương vực, cũng muốn tốn hao rất nhiều thời gian. Bất quá hắn thủ hạ có một món lớn người làm công. Không cần đến tự mình động thủ. Trực tiếp nằm ngửa chờ lấy cầm ban thưởng cùng chỗ tốt là được. Nghĩ tới đây. Doanh huyền đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Doanh chính. Đại tần VSC Tam Quốc. Chương 3, Doanh chính, đại tần nhị thế mà chết. Chúc mừng huyền tổ, đăng lâm tiên vị, thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất. Tự hồ cảm nhận được doanh huyền ánh mắt, doanh chính rất là kích động, thanh âm rung rẩy tràn ngập phấn khởi, Phản phất dùng hết toàn thân lực khí hò hét mà ra. Theo doanh chính thanh âm vang lên, "Triệu cao, Lữ Bất Vi, Vương Tiễn, cái nhiếp các loại tất cả mọi người kích động hô. Chúc mừng Huyền tổ, đăng lâm tiên vị, thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất." Bọn hắn mặt đỏ tí tai, tim đập rộn lên. "Thần tiên a." À. Bọn hắn thậm chí có may mắn tại sinh thời gặp được thần tiên, vẫn là như thế tới gần có thể nào không khiến người ta kích động, không khiến người ta mừng rỡ như điên. Chúc mừng huyền tổ, đăng lâm tiên vị, thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất. Chung quanh mấy vạn thiết giáp duệ sĩ cùng nhau hô to, âm thanh chấn mây xanh, vang vọng toàn bộ hàm dương thành. Giờ khắc này, hàm dương thành tất cả quan lại quyền quý, bách tính bừng tỉnh, nguyên lai vị này thần tiên gọi huyền tổ. Thế là, tất cả mọi người đi theo kích động reo hò. Chúc mừng huyền tổ, đăng lâm tiên vị, thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất. Mênh mông đung đưa thanh âm xuyên phá mây xanh, chấn thiên hám địa. Đều đứng lên đi. Doanh huyền trên thân khí tức uy nghiêm thu liễm, tự như một tuấn mỹ thanh niên. Hắn đi vào doanh chính bọn người trước người, bình tĩnh thâm thúy con người đánh giá đám người. Thế giới này không phải trong lịch sử đại tần, mà là tầng thì minh nguyệt hoặc là nói thiên hành cửu ca bên trong đại tầng. Doanh Huyền cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Chính. Trước đây hắn ly khai Hàm Dương lúc, Doanh Chính gia gia cũng còn không có xuất sinh đây. Mặc dù không biết rõ trong lịch sử Doanh Chính dáng dấp ra sao, bất quá thời khắc này Doanh Chính ngược lại là thật đẹp trai. Bất quá so với hắn tới, vẫn là kém không ít. Đa Tạ Huyền Tổ. Doanh Chính đứng người lên, cảm thụ doanh huyền ánh mắt, trong lòng đã kích động lại thấp thỏm, vội vàng nói, huyền tổ tàu xe mệt mỏi, chính đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, là huyền tổ ngài bày tiệc mời khách. Không tệ. Doanh huyền khẽ vuốt cằm Không biết nói là doanh chính không tệ, vẫn là nói doanh chính chuẩn bị không tệ. Bất quá một câu không tệ, đã để doanh chính hưng phấn không thôi. Hắn cưỡng chế lấy kích động trong lòng, ở phía trước tự mình dẫn đường dẫn doanh huyền đi vào xe của mình giá trước cung kính nói huyền tổ ngài mời ngươi cũng cùng một chỗ đi doanh huyền không có khách khí trực tiếp ngồi lên doanh chính xa giá để doanh chính cũng tới tới đa tạ huyền tổ doanh chính có chút hưng phấn có thể cùng doanh huyền ngồi chung đây là hắn vô thượng vinh quang lữ bất vi vương tiễn bọn người trong mắt tràn đầy hâm mộ bọn hắn không phải hâm mộ doanh huyền có thể cưỡi doanh chính xa giá. Mà là hâm mộ doanh chính có thể cùng doanh huyền ngồi chung. Đại tần cuộc khởi. Văn võ bá quan đi theo xe đuổi trở về vương cung, trên mặt lại là ức chế không nổi vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, nơi này tin tức cũng như 12 cấp như cơn lốc lấy hàm dương làm trung tâm, hướng về sáu nước cùng chư tử bách gia quét sạch mà đi. Trong vương cung ăn uống linh đình. Doanh huyền ngồi tại chủ vị. Doanh chính cùng bên thắng trưởng thượng bồi tòa hai bên. Lữ bất vi, vương tiễn các loại văn võ bá quan phân biệt ngồi tại phía dưới hai bên. Qua ba lần rượu, doanh chính đi vào doanh huyền trước người, mời một ly say rượu, cung kính nói. Huyền tổ, bây giờ đại tần loạn trong giặc ngoài, ngoài có lan tộc nhìn chầm chầm, bên trong có sáu nước ngon ngoe muốn động, chín tuổi nhỏ đứt mỏng, đặc biệt mời huyền tổ trưởng vương vị, dương ta đại tần chi uy. Oanh Doanh chính thanh âm phản phất xét đánh trời nắng, tại tất cả người não hải bên trong nổ vang. Nếu là bình thường, hoặc là đổi lại những người khác, bọn hắn tất nhiên đứng lên phản đối. Nhưng giờ phút này, cho dù lữ bất vi cũng ngừng thở, không dám phát ra mảy may thanh âm. Vị này huyền tổ cũng không phải bối phận cao, tuổi tác lớn mà thôi mà là một vị thần thông quảng đại, tự như tiên thần tồn tại. Doanh chính đem vương vị tặng cho doanh huyền cũng rất bình thường. Bọn hắn lại không dám phản đối. Không cần. Doanh huyền vỗ vỗ doanh chính bả vai, cười nói, ngươi cái này tần vương làm không tệ, cho dù không có ta, ta tin tưởng ngươi cũng có thể chống cự lan tộc, nhất thống sáu nước. Về phần hiện tại, lan tộc bất quá sâu kiến tai, tác ta có thế diệt sáu nước cũng không tính là gì. Ngươi thông báo sáu nước cùng lan tộc, một tháng bên trong, không hàng tức diệt. Doanh chính con ngươi co rụt lại, trái tim bịch bịch trực nhảy, hưng phấn nói. Vâng, huyền tổ. Đối với doanh huyền câu nói này, không chỉ có là hắn, cả triều văn võ đều không có chút nào hoài nghi. Tiên thần chi lực, há lại phạm nhân có thể ngăn cản. Doanh huyền mắt nhìn doanh chính, ánh mắt đảo qua cái nhíp nguyệt thần, lữ bất vi, vương tiễn bọn người chậm rãi nói ra thế giới rất lớn, xa xa không phải là các ngươi nhìn thấy như thế tại đại tầng thế giới bên ngoài còn có vô tận thế giới, những thế giới này có lớn có nhỏ, so đại tầng lớn ức vạn vạn lần thế giới đồng dạng nhiều vô số kể các ngươi nhãn quan muốn thả lâu dài một điểm chỉ cần các ngươi dụng tâm làm việc ngày sau thành tiên thành thần cũng không phải vấn đề đám người tâm thần run lên, thành tiên thành thần. Bọn hắn cũng có thể thành tiên thành thần. Lữ bất vi, vương tiễn bọn người trừng to mắt, khó có thể tin. Ai không muốn thành tiên thành thần? Nếu như lời này là người khác nói, cho dù là nho gia tuân tử, đạo gia bắc minh tử, quỷ cốc phái cốc quỷ tử, bọn hắn đều khẳng định phun đối phương một mặt. Nhưng lời này là doanh huyện nói. Mặc dù khó có thể tin, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng dù sao doanh huyền đã thành tiên thành thần chí ít tại bọn hắn xem ra là dạng này ông ngay tại bọn hắn rung động kích động khó có thể tin tiêu hóa doanh huyền vừa mới lộ ra tin tức lúc một cái tản ra vô tận thần thánh ánh sáng to lớn cửa ra vào theo doanh huyền vung tay lên mà hiện lên ở giữa không trung thông qua cửa ra vào bọn hắn ẩn ẩn nhìn thấy một cái to lớn thế giới thế giới kia có thành trì có cùng bọn hắn đồng dạng người còn có rất nhiều quân đội đang chém giết lẫn nhau. Cái này cửa ra vào đằng sau là một cái bí cảnh, các ngươi cũng có thể làm làm một cái cùng đại tần không sai biệt lắm thế giới hoạt động thiên phúc địa. Doanh Huyền chỉ vào thần thánh cửa ra vào, kia đằng sau thông hướng chính là Tam Quốc Phó bản. Hắn không dùng Phó bản hai chữ. Doanh chính bọn hắn rất khó lý giải Phó bản ý tứ. Dùng bí cảnh hoặc là động thiên phúc địa thích hợp hơn. Ông trời của ta, cái này cửa ra vào đằng sau lại là một cái thế giới. Có một cái thế giới như vậy, đại tần cuộc khởi ở trong tầm tay. Huyền tổ thật sự là lợi hại, vậy mà mở ra dạng này một cái động thiên phúc địa. Ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng, một cái thế giới mang đến lợi ích. Vậy đơn giản khó mà tưởng tượng. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Kích động không thôi. Bọn hắn trực câu câu nhìn qua doanh huyền hận không thể lập tức xông đi vào, cảm thụ một phen một cái thế giới khác phong thái. Cảm thụ bọn hắn cực nóng ánh mắt, Doanh Huyền cười thầm trong lòng. Đây đều là hắn người làm công. Có nhiệt tình là chuyện tốt. Dạng này mới có động lực. Hắn nhất ưa thích dạng này người làm công. Cái này bí cảnh ta sẽ nói mệnh danh là Tam Quốc. Doanh Huyền nhìn xem bọn hắn, chậm rãi nói kỳ thật cái này tam quốc bí cảnh cùng nhóm chúng ta đại tần thế giới cũng có một chút quan hệ, các ngươi có thể coi như hơn 400 năm sau đại tần thế giới. Cái gì? Hơn 400 năm sau đại tần thế giới? Doanh chính sợ ngay người. Lữ bất vi trừng to mắt. Vương tiễn hô hấp trì trệ. Chẳng lẽ huyền tổ đem hơn 400 năm sau đại tần lấy vô thượng thần thông lấy ra ra, biến thành dạng này một cái tam quốc bí cảnh? nguyệt thần mắt xa hà xanh thẳm thâm thúy con ngươi tạo nên tầng tầng gần sống trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ càng nghĩ càng cảm giác kinh khủng không chỉ là nàng doanh chính cái nhiếp bọn người ẩn ẩn loại suy nghĩ này huyền tổ cái này tam quốc không phải là bởi vì ta đại tần hơn 400 năm sau suy bại phân chia thành tam quốc doanh chính rung động về sau nhìn không được hỏi đối với đại tần tương lai hắn quan tâm nhất Hắn muốn thế nhưng là đại tần thiên thu vạn tái. Chu triều 800 năm. Chẳng lẽ đại tần còn không bằng chu triều, vẻn vẹn hơn 400 năm liền suy bại phân liệt rồi. Doanh Huyền lắc đầu. Doanh Chính trong lòng một lật bộp, khó có thể tin nói, chẳng lẽ đại tần hơn 400 năm đều không thể thống nhất, cuối cùng còn thừa lại ba quốc gia. Không phải. Doanh Huyền không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng đại tần tại ngươi trong tay thống nhất ngươi tự nhận công che tam hoàng đức qua ngũ đế tự xưng hoàng đế xưng thủy hoàng đế đại tần trên tay ta thống nhất thủy hoàng đế doanh chính khẽ giật mình bị đột nhiên xuất hiện để bánh nện đến chóng mặt còn lại văn võ bá quan đồng dạng không khỏi kinh hãi quả nhiên thiên mệnh tại tần đại tần thống nhất thiên hạ nguyệt thần trong lòng thầm nghĩ nàng tin thông tin tượng xem bói, có dự báo năng lực, trước đó dự đoán đại tần có thể nhất thống thiên hạ, cho nên âm dương gia lựa chọn tần quốc. Nàng cũng tới đến tần quốc trở thành hộ pháp quốc sư. Doanh chính hưng phấn về sau, vội vàng nói. Bây giờ huyền tổ đắc đạo thành tiên, đây mới thực sự là công che tam hoàng, đức qua ngũ đế, cái này thủy hoàng đế chi danh, chỉ có huyền tổ nên được. Doanh huyền khoát khoát tay, nói cái này tam quốc không phải tần mạc điểm tam quốc mà là hán mạc điểm tam quốc tin tức liên quan tới tam quốc cái này phía trên đều có đang khi nói chuyện doanh huyền lòng bàn tay quan mang phun trào ngưng tụ thành một bản sách thật dậy tam quốc đây là doanh huyền lợi dụng đại tần thế giới chi lực căn cứ trong đầu hắn nhớ lại ngưng tụ mà thành các ngươi hiểu rõ về sau lợi dụng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị công chiếm tam quốc đến lúc đó ta sẽ cho mấy người các ngươi nhiệm vụ quan hệ này đến các ngươi ngày sau có thể hay không thành tiên thành thần doanh huyền đem trong tay thư tịch ném cho doanh chính dặn dò vâng huyền tổ ta nhất định bằng nhanh nhất tốc độ công chiếm tam quốc hoàn thành huyền tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ doanh chính lập tức cam đoan nói thành tiên thành thần a không chỉ có là hắn cái nhiếp nguyệt thần cùng văn võ bá quan đều rất hưng phấn giờ khắc này. Cái gì sáu nước, cái gì lan tộc, hết thảy đều không thèm để ý. Bọn hắn chỉ muốn đi công chiếm thế giới mới, tam quốc. Huyền tổ, cái này hắn hẳn là chính là thay thế ta đại tần. Không biết rõ ta đại tần tồn tại bao lâu. Doanh chính cuối cùng nhịn không được hỏi. Vấn đề này không hỏi. Trong lòng của hắn khó chịu. Tại tam quốc bí cảnh, bên trong đại tần nhị thế mà chết, cái khác, các loại ngươi đến Tam Quốc, tự nhiên là có thể biết rõ. Doanh huyền khoát khoát tay, từ tốn nói. Hắn lại được nhiều giải thích. Mà doanh chính thân thể rung lên, đầu ông ông tác hưởng, chỉ còn lại một câu, phản phất có ma lực, trong đầu không ngừng quanh quẩn. Đại tần nhị thế mà chết. Chương không bốn, tần quốc có thần tiên. Sau một ngày, doanh huyền lão tổ trở về, thành tựu tiên nhân sự tình thông qua đủ loại con đường truyền đến sáu nước quý tộc cùng chư tử bách gia chi thủ. Nước Hàn Tân Trịnh Hoàng Cung Cái gì? Hôm qua xuất hiện thần tiên là tần quốc lão tổ doanh huyền. Cái này sao có thể? Hàng vương an nâng cao bụng lớn nạm, bị triều nữ yêu minh châu phu nhân móc sạch thân thể lung lay sắp đổ, một mặt tái nhợt, khó có thể tin. Có ai không, đem cái này giả truyền tin tức gian tế cho quả nhân đẩy ra ngoài chặt. Hàng Vương An gầm thét. Hắn không tin, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng Tần Quốc Lão Tổ Doanh Huyền là thần tiên cái này một kinh khủng sự thật. Đại Vương tha mạng, Đại Vương tha mạng A, à, tiểu nhân lời nói câu câu là thật, đây chính là Tần Quốc tin tức truyền đến. Đại Vương tha mạng A. À. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, người mang tin tức bị chém đứt đầu. Doanh Huyền là thần tiên. Điều này có thể sao? Tại sao không nói Doanh Cừ Lương, Doanh Tứ, Doanh Chính là thần tiên? Thật sự là buồn cười, các ngươi nói đúng hay không? Hàng Vương An thủ trưởng nắm thật chặt vương tọa lan can, đối phía dưới đại tướng quân cơ vô dạ, huyết y hậu bạch diệt phi, tướng quốc mở ra các loại văn võ đại thần nói. Chỉ là hắn thanh âm rung rẩy đã bán hắn nội tâm. Cả triều văn võ không ai phụ họa cái này sự tình tuyệt không có khả năng là giả giả thật không được rất dễ dàng vạch trần ngày hôm qua bọn hắn đều thấy được cái kia thần uy như ngục vĩ ngạn như thiên thần thân ảnh làm sao đều câm sao nói chuyện a à? nhìn xem không một người nói chuyện hàng vương an trong lòng càng bất an phẫn nộ quát khởi bẩm đại vương tướng quốc mở ra tiến lên một bước chắp tay nói Hôm qua vi thần nhìn thấy kia tự như tiên thần thân ảnh sau cảm giác có chút quen thuộc, hôm nay biết được hắn là Doanh Huyền về sau, vội vàng tra xét trước đây Doanh Huyền chân dung. Đạo thân ảnh kia xác thực cùng Doanh Huyền chân dung không khác nhau chút nào. Doanh Huyền mặc dù khoảng chừng tầng quốc 20 năm, về sau liền ly khai hàm dương, không có tin tức. Nhưng Doanh Huyền chi danh, có thể nói thiên hạ đều biết hắn phát minh tạo giấy thuật để mỗi một cái sử dụng trang giấy quý tộc nhớ kỹ tên của hắn. Hắn phát minh lưỡi cày để mỗi một cái ăn cơm no nông dân cũng nhớ kỹ tên của hắn. Hô! Hàng vương an mí mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Lúc đầu nước hàng liền yếu. Đối mặt đại tần, như dẫm trên băng mỏng. Bây giờ đại tần lại thêm một cái tựa như thần tiên doanh huyền lão tổ, hắn nước hàng còn thế nào sống? đại vương. Tiếng kinh hô liên tiếp, triều đình một cái loạn cả lên. Cơ vô dạ, bạch diệt phi bọn người nhãn thần lấp lóe, tâm tư linh hoạt bắt đầu. Xem ra cần phải mau chóng tìm cho mình đầu đường lui. Nước hàng chiếc này thuyền hỏng không chống được bao lâu. Hậu cung. Ngự hương cát. Làm dạ mạc tứ hung tướng một trong, huyết y hậu bạch diệt phi biểu mùi triều nữ yêu minh châu phu nhân đồng dạng sớm nhận được tin tức hôm qua xuất hiện kinh khủng thân ảnh lại là tần quốc kia vị thần bí doanh huyền lão tổ. Triều nữ yêu minh châu phu nhân hẹp dài yêu giả con ngươi hiện lên một vòng chấn kinh, đối với vị này làm ra rất nhiều kinh thiên động địa đại sự, lại khi 20 tuổi liền ly khai hàm dương mai danh ẩn tích doanh huyền, nàng tự nhiên nghe nói qua. Không nghĩ tới đã trăm tuổi doanh huyền không chỉ có không có chết, còn trở nên khủng bố như thế, hư hư thực thực đã thành tiên thành thần tần quốc cuộc khởi đã thế không thể đỡ, hàng vương an tên phế vật này cũng không còn tác dụng gì nữa. Dạ mạc tổ chức thông qua nàng từ chính một phương diện trưởng khống nước hàng. Nàng mỗi lúc trời tối thông qua huyễn thuật thôi miên hàng vương an, từ đó khống chế hàng vương an tinh thần, tiến tới trưởng khống nước hàng triều chính. Bây giờ nước hàng nhanh vong. Hàng vương an tự nhiên không còn tác dụng gì nữa. Nàng cũng phải sớm làm chuẩn bị nàng muốn đi đại tần. Muốn kiến thức một cái vị kia trong truyền thuyết thần bí khó lường doanh huyền lão tổ. Tử Lan Hiên Vừa mới trở lại nước hàng Tân Trịnh không lâu hàng phi nhìn xem trong tay tin tức, trong mắt mang theo một vòng rung động cùng nghi hoặc. Trên đời này thật sự có thần tiên sao? Mặc dù có thần tiên, người có thể thành thần tiên sao? Vệ trang huynh, người nói cái này doanh huyền thật thành thần tiên. Võ công tu luyện tới cực hạn, có thể làm được hay không ngày hôm qua một bước. Hắn nhìn xem bên cạnh ông một thanh tạo hình kỳ là bảo kiếm, đầy tóc trắng thanh niên. Thanh niên chính là quỷ cốc phái một vị khác truyền nhân, vệ trang. Ta không biết rõ võ công cực hạn mạnh bao nhiêu, bất quá ta sư phụ xa xa làm không được hôm qua một bước kia. Vệ trang lạnh lùng mở miệng. Sư phụ hắn chính là quỷ cốc phái quỷ cốc tử tuyệt đối là đương thời trần nhà tồn tại. Có khả năng hay không là huyễn thuật hoặc là dùng một chút phương pháp đặc thù làm ra huyễn tượng. Nói chuyện chính là một cái vũ mị đến cực hạn xinh đẹp nữ nhân. Tóc dài màu tím bàn vòng quanh, dùng mấy cây mảnh khảnh trăm gài tóc trói buộc, khuôn mặt vũ mị, đôi mắt làng thu thủy lưu chuyển, phối hợp mắt trái phía dưới giống như như hồ điệp hoa văn, càng là tăng thêm mấy phần mị hoặc. Nhưng mà giơ tay nhấc chân, lại lộ ra một vòng ưu nhã cao quý. Một bộ màu tím váy dài phát họa ra đường công hoàng mỹ, sẽ tạ đến bắp đùi dưới váy dài, lộ ra một đôi mặt tất cao màu đen, dẫm lên giày cao gót đôi chân dài. Theo đi lại, phong tình vạn chủng. Cả người nhìn qua. Gợi cảm mà vũ mị. Xinh đẹp mà cao quý. Còn có một cổ ẩn người tìm tòi nghiên cứu cảm giác thần bí. Nàng chính là tử lan hiên lão bản tử nữ. Không thể nào là huyễn thuật hoặc huyễn tượng. Vệ trang thanh lãnh thanh âm chém đinh chặt sắt, lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Doanh huyền tại đại tần hàm dương. Nhưng mà kia phát ra uy áp, để ở xa tân trịnh hắn không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt quỳ. Quy thế như vậy cùng khí thế, làm sao có thể là huyễn thuật hoặc huyễn tượng có thể làm được? Ngày này, muốn thay đổi. Hàng Phi đi vào ngoài cửa sổ, nhìn qua bầu trời, ánh mắt ung dung, tràn ngập cảm khái vô hạn. Âm dương gia La sinh đường Đây là một gian bát ngát đại điện, chu vi, trên không, thậm chí mặt đất, từ hồ cũng bị sao trời bao phủ, tự thành một phương vũ trụ, phản phất không có giới hạn. Nhất tuyệt sắc nữ tử lạnh nhạt mà đứng. Nữ tử người mặc tối màu lam lộ vai váy dài, váy dài giống như kéo dài tới ra kim ngư cái đuôi, có chút chạm đến mặt đất, nổi bật ra thon dài uyển chuyển dáng người. Ống tay áo, mép váy các loại địa phương đều khảm nạm lấy màu vàng kim viền rộng, sẩn thác mấy phần cao quý chi khí, mái tóc đen nhánh, ngắn gọn dùng đến một cây bén nhọn trăm gài tóc trói buộc. Đoan trang ưu nhã, lộng lẫy ung dung. Nàng chính là âm dương gia số hai nhân vật, gần với thủ lĩnh Đông Hoàng Thái nhất Đông quân Diễm Phi. Mà tại Diễm Phi trước người, còn có một đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen, mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh. Chính là Âm Dương gia thủ lĩnh, Đông Hoàng Thái Nhất. Hôm qua xuất hiện thần linh là doanh huyền. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm khàn khàn vang lên, chậm rãi nói, "Ngươi thấy thế nào?" Tin tức là nguyệt thần truyền đến, nàng tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn không có giả, huống chi hình dạng cũng đối được. Đông Quân Diễm Phi nghĩ nghĩ, thanh âm thanh lãnh động lòng người mặc dù nguyệt thần cùng với nàng không hợp nhau nhưng cái này sự tình bên trên nguyệt thần tuyệt đối không dám làm bộ doanh huyền đúng là cái kỳ nhân đông hoàng thái nhất nghĩ đến doanh huyền trước đó phát minh tạo giấy thuật in ấn thuật lưỡi cày các loại vật phẩm không đợi không thể không nói doanh huyền không giống bình thường ta tin tưởng trên đời có thần tiên nhưng doanh huyền là thần tiên đông hoàng thái nhất còn lại còn chưa nói hết nhưng diễm phi biết rõ hắn hẳn là bảo trì thái độ hoài nghi ngươi theo ta cùng một chỗ xem bói một phen ta ngược lại muốn xem xem doanh huyền có cái gì bí mật đông hoàng thái nhất có thể nói là thế giới này trận nhà một trong thế gian đối với hắn ít có bí mật trước đó hắn không biết rõ là doanh huyền không dám vuốt thần tiên hổ uy bây giờ đạt được doanh huyền tin tức hắn chuẩn bị đối doanh huyền xem bói một phen. Hắn biết rõ doanh huyền võ công hẳn là rất mạnh, hơn phân nửa không kém gì hắn. Dù sao 18 tuổi liền đã tu thành đại tông sư, bây giờ chí ít cũng là thiên nhân cảnh. Cho nên, hắn kêu lên đông quân Diễm Phi cùng hắn cùng một chỗ hợp lực xem bói. Vâng, đông hoàng đại nhân. Diễm Phi không có cự tuyệt. Nàng đối với Doanh Huyền cũng rất tò mò biết rõ doanh huyền thân phận về sau nàng đấy lòng kính sợ giảm xuống rất nhiều dù sao không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất bắt đầu đi đông hoàng thái nhất lấy ra một khối vạn năm huyền quyên ngọc phiến thể nội chân khí tràn vào trong đó diễm phi không chần chờ phía sau hiển hiện một cái kim ô hư ảnh đem chân khí rót vào trong đó ông 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 huyền quyên ngọc phiến phi tóc xoay tròn vô số ký hiệu lưu chuyển ẩn ẩn có cái gì đồ vật sắp hiển hiện. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Diễm Phi mừng rỡ, trong mắt mang theo một vòng hưng phấn hiếu kỳ. Bọn hắn thêm đại lực lượng. Bành. Đột nhiên, không thể phá vỡ vạn năm huyền quy ngọc phiến trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn, một đôi lạnh lùng, uy nghiêm, thần thánh, hào ánh mắt lớn hiển hiện. Giống như thần linh ánh mắt, xem kỹ lấy bọn hắn. Chương không năm, cải thiên hoáng địa doanh chính chấn kinh. Phốc. Một ngụm tiên huyết phun ra, hai người lọt vào phản phệ, sụi lơ trên mặt đất. Bọn hắn cảm thụ kia uy nghiêm lạnh lùng, làm cho người hít thở không thông ánh mắt, càng là nơm nớp lo sợ, sợ hãi bất an. Huyền tổ tha mạng, tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, ý đồ nhìn trộm thiên cơ, làm tức giận thần uy, tội đáng chết vạn lần, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa máu chảy đầu rơi, lấy chục tội lỗi. Đông Hoàng Thái Nhất sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Tử vong khí tức đập vào mặt. Đây là hắn chưa hề cảm thụ qua đại khủng bố. Diễm Phi xinh đẹp đoan trang gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nằm rạp trên mặt đất, lộ ra hoàng mỹ tư thái, một câu nói không nên lời. Doanh huyền thân ảnh đã một mực lạc ấn tại nàng tâm linh chỗ sâu, khó mà xóa đi. Ông trên không đôi mắt chậm rãi biến mất, đồng hoàng thái nhất cùng diễm phi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thật sự là thần uy như ngục, thần uy khó lường. Đông Hoàng Thái Nhất tràn ngập cảm khái. Đông Hoàng Đại Nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diễm Phi nghĩ đến Doanh Huyền, trong mắt liền tràn ngập thật sâu kính sợ. Mà bọn hắn tựa hồ đắc tội Doanh Huyền. Đi, đi Tần Quốc, là huyền tổ đại nhân làm trâu làm ngựa. Đông Hoàng Thái Nhất đứng người lên, cũng không có chút nào quể oải. Có thể cho thần linh làm trâu làm ngựa, kia là vinh hạnh. Không có trì hoãn. Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Diễm Phi cùng âm dương gia đại tư mệnh, đèn trắng thiếu tư mệnh nhóm cường giả nhanh chóng hướng Hàm Dương mà đi. Hàm Dương Huyền Thiên Cung Doanh huyền thu hồi ánh mắt, đối với Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện, khẽ vuốt cầm. Ngược lại là không tệ người làm công. Làm đại tần thế giới chi chủ, hắn nhất niệm khả quan thế giới. Chỉ cần tại đại tần. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Đông Hoàng Thái Nhất muốn xem bói hắn trong nháy mắt, hắn liền có cảm ứng. Vừa rồi Đông Hoàng Thái Nhất nếu là đối với hắn ghi hận trong lòng hắn một cái ý niệm trong đầu liền giết hắn may mà đông hoàng thái nhất biểu hiện không tệ trực tiếp mang theo âm dương gia nhân mã chạy đến chuẩn bị cho hắn làm trâu làm ngựa như thế cũng coi như bảo vệ một mạng huống chi cho hắn làm trâu làm ngựa không đối là làm công cũng là bọn hắn muôn đời đã tu luyện phúc phận ngày sau thành tiên thành thần cũng không phải vấn đề không chỉ là âm dương gia đạo gia bắc minh tử, nho gia tuân tử, tung hoành gia quỷ cốc tử bọn người, khi biết doanh huyền tin tức về sau, nhau nhau khởi hành, ngựa không dừng vó hướng Hàm Dương mà tới. Hàm Dương Chương Đài Cung Văn Võ Bá quan Tề Tụ Nghị luận âm ỉ Hưng phấn thảo luận Tam Quốc Hoàng quan chuyên quyền, lấy vong chi đạo Nhân trung lữ bố, mã trung xích thố, thiên hạ đệ nhất võ tướng lữ bố không biết rõ mạnh bao nhiêu. Bọn hắn phương pháp tu luyện thô ráp, không có cái gì võ đạo công pháp, chắc hẳn thực lực chẳng mạnh đến đâu. Thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, nghĩ không ra đại tầng nhất thống thiên hạ, cuối cùng lại bị sợ quốc dương nghiệt tiêu diệt, cuối cùng còn để lưu ban đoạt được thiên hạ. Bất quá nhóm chúng ta đại tầng có huyền tổ, quyết định sẽ không giống tam quốc bên trong mấy trăm năm trước đại tầng đồng dạng hủy diệt, đại tầng chắc chắn vạn thế bất hủ nhưng thê tào không hổ là gian hùng thà rằng ta phụ người trong thiên hạ không cho người trong thiên hạ phụ ta lưu bị cũng là nhân tài dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cuối cùng ba phần thiên hạ đáng thương gia các lượng chưa xuất sư đã chết trường sử anh hùng nước mắt đầy áo không nghĩ tới tôn tào lưu không thể nhất thống thiên hạ cuối cùng tiện nghi tư mã ý quả nhiên cậu đến người cuối cùng mới là bên thắng lưu bang cũng là như thế mọi người ở đây hưng phấn nghị luận thời điểm doanh chính từ phía sau đi tới đám người thanh âm im bạc mà dừng liền vội vàng hành lễ bái kiến đại vương không cần đa lễ doanh chính đi vào chủ vị ngồi xuống nhìn xem đám người thản nhiên nói đối với tam quốc tin tức các ngươi đều hiểu đến không sai biệt lắm a à. tin tức liên quan tới tam quốc nhóm chúng ta đều hiểu bất quá còn có một vấn đề chính là thời khắc này tam quốc đến cùng ở vào cái nào đoạn thời gian lữ bất vi tiến lên nói ra nếu như biết rõ thời gian điểm nhóm chúng ta liền có thể tốt hơn nhằm vào tam quốc bên trong tồn tại thế lực bố trí trọng phụ lời nói rất đúng doanh chính gật gật đầu vừa vặn nhóm chúng ta đi trước bái kiến huyền tổ đồng thời cũng tốt biết rõ huyền tổ có cái gì yêu cầu cùng nhiệm vụ thế là doanh chính mang theo lữ bất vi vương tiễn cái nhiếp nguyệt thần các loại đại tần yếu viên đi vào huyền thiên cung cầu kiến doanh huyền một phen chào về sau doanh chính nói ngay vào điểm chính huyền tổ bây giờ nhóm chúng ta đối tam quốc tin tức cũng biết có lòng tin cầm xuống tam quốc không biết rõ huyền tổ có cái gì yêu cầu mặt khác không biết tam quốc giờ phút này ở vào cái gì thời gian nhóm chúng ta cũng tốt tốt hơn làm ra bố trí doanh huyền gật gật đầu nói bây giờ tam quốc bí cảnh ở vào 18 lộ chư hầu thảo động thời kỳ, các ngươi có ba cái nhiệm vụ. Nghe đến đó, doanh chính các loại tất cả mọi người lập tức vẫn tai, ngừng thở. Nhiệm vụ 1, thu phục hoặc đánh giết lữ bố. Nhiệm vụ 2, thu phục hoặc đánh giết động trác. Nhiệm vụ 3, trưởng khống tam quốc bảy thành cương vực. Ta cần các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành. Cái này đem là các ngươi ngày sau thành tiên thành thần trọng yếu một bước, cũng là đại tầng biến thành tiên tầng bước đầu tiên. Thành tiên thành thần. Đại tầng biến thành tiên tầng. Doanh chính, Lữ Bất Vi, Vương Tiễn, Cái Nhiếp, Nguyệt Thần bọn người tâm thần rung lên, trong lòng ngực nhiệt huyết đang thiêu đốt hừng hực. Bọn hắn không biết rõ tiên tầng là bực nào bộ dáng, nhưng vẫn như cũ có gan nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Một loại chờ mong hướng tới cùng sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra có gan sáng tạo lịch sử tự hào cùng kiêu ngạo hận không thể lập tức dết vào tam quốc bí cảnh đem nó toàn bộ chinh phục huyền tổ yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ doanh chính kích động mở miệng tam quốc bí cảnh ngày sau chính là đại tần lãnh thổ tam quốc bách tính chính là đại tần bách tính không muốn làm sát kẻ vô tội doanh huyền dặn dò thời đại này mạng người như cỏ rác nhưng doanh huyền cũng rất coi trọng nhân tài là trọng yếu nhất tài nguyên rõ doanh chính cung kính đáp triệu tập quân đội cần không ít thời gian ta có thể đem bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt na di tới liền đặt ở hàm dương thành bên ngoài tam quốc bí cảnh lối vào cửa ra vào ta cũng đem nó đặt ở ngoài thành các ngươi sau khi đi vào hẳn là tại tỷ thủy quan phụ cận 18 lộ chư hầu thảo động đều tề tụ tại tỷ thủy quan bên ngoài. Các ngươi biết phải làm sao a? À? Huyền tổ yên tâm, chính cam đoan lấy trong vòng 2 tháng, nhất định có thể cầm xuống tam quốc bí cảnh. Doanh chính hưng phấn không thôi. 18 lộ chư hầu đều tại tỷ thủy quan bên ngoài, hắn chỉ cần một mẻ hốt gọn, tam quốc thế lực liền tiêu diệt hơn phân nữa. Về sau bằng vào thực lực nghiền ép lên đi, diệt động trác tam quốc cơ bản liền bỏ vào trong túi. Các ngươi đi thôi, đợi một lát ta liền đem đại tần tất cả quân đội Na Di đến Hàm Dương Thành bên ngoài, về phần đại tần phòng thủ nhiệm vụ, có ta ở đây, không cần phòng thủ. Doanh huyền phất phất tay, thanh âm bình tĩnh mang theo một cổ không có gì sánh kịp bá khí cùng tự tin. Đa tạ huyền tổ, chính cáo lui. Doanh chính không có chút nào hoài nghi, mang theo đám người cung kính rời đi mỗi người trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Âm âm. Nhưng mà bọn hắn vừa mới ly khai huyền thiên cung, đại địa liền chấn động, chỉ thấy chung quanh từng tòa đại sơn phản phất bị một cái bàn tay vô hình sinh sinh sang bằng. Theo sát lấy từng nhánh uy vũ hùng tráng, khí thế ngập trời đại quân xuất hiện tại bị sang bằng bình nguyên phía trên. Kia là hoàng kim hỏa kỵ binh. Còn có bách chiến xuyên giáp binh. Long hổ kỵ binh. hắc thiết binh giáp. Ông trời của ta, đại tần tất cả quân đội đều xuất hiện. Huyền tổ thật sự là thần thông quảng đại, một nháy mắt không chỉ có sang bằng chung quanh tất cả sơn mạch, còn đem phân bộ đại tần bốn phương quân đoàn toàn bộ Na Di đến đây. Cái này thế nhưng là trăm vạn đại quân a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là nằm mơ cũng không dám muốn. Doanh chính kinh ngạc. Cái nhiếp cũng kinh ngạc. Lữ Bất Vi, Vương Tiễn, nguyệt thần các loại tất cả mọi người sợ ngay người chúc mừng đại vương trời phù hộ đại tần huyền tổ thần uy thần thông quảng đại thọ cùng trời đất lữ bất vi vương tiễn bọn người vội vàng chúc mừng đối với doanh huyền bày ra thần uy càng thêm kính sợ đây mới thực là tiên thần chi lực a một ý niệm cải thiên hoáng địa không phải sức người có thể đụng huyền tổ uy vũ doanh 9 giờ phút này bất quá chừng 20 nhiệt tình thanh niên, nhìn thấy tình cảnh này, nhìn không được nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn hô to. Đại tần lão tổ, bắt đầu để thủy hoàng công lực tam quốc, nguồn sâu lười. Chương 06, Trần nhà đại lão tề tụ, cầu cất giữ cầu đề cử. Hàm dương thành bên ngoài. Âm dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái nhất mang theo Đông quân Diễm Phi, hỏa bộ trưởng lão đại tư mệnh, Gỗ bộ trưởng lão đen trắng thiếu tư mệnh vội vàng chạy đến, vừa muốn vào thành, lại đột nhiên bước chân dừng lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, một vị tiên phong đạo cốt lão giả phản phất từ không gian bên trong chậm chậm đi ra, nhìn như chậm rãi bộ phát, nhưng trong nháy mắt đi tới trước người hắn. Bắc Minh Tử Đông Hoàng Thái nhất nhận ra người tới, thẹn thùng chính là đạo gia bây giờ bối phận cao nhất chí cường giả Bắc Minh Tử. Đông Hoàng Thái nhất Bắc Minh Tử thản nhiên nhìn mắt Đông Hoàng Thái Nhất, lập tức ánh mắt ngắm nhìn bên cạnh, khẽ cười nói, thật đúng là xảo a, à, từng cái lão gia hỏa đều tới. Thoại âm rơi xuống, một người mặc hắc bạch đạo bào lão giả chậm rãi đi ra. Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử ánh mắt đảo qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bắc Minh Tử, chậm rãi nói, nghĩ không ra chúng ta mấy cái lão gia hỏa lại có cơ hội tại cái này Hàm Dương Tề tụ. Nghe nói Hàm Dương có tiên nhân lâm trần, há có không thấy chi lễ. Bắc Minh tử ánh mắt ung dung, đối với Đông Hoàng Thái nhất cùng quỷ cốc tử đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao doanh huyền thành tiên sự tình, quá mức trọng đại cùng kinh hải. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Cho dù bọn hắn cũng không ngoại lệ. Âm âm. Đột nhiên, đất trung núi chuyển, đồng hoàng thái nhất, quỷ cốc tử, bắc minh tử ba người lăng lệ ánh mắt trong nháy mắt nhìn qua khiến bọn hắn suốt đời khó quên rung động một màn xuất hiện. Khi từng tòa đại sơn phản phất bị một cái vô hình bàn tay sang bằng. Từng nhánh như sắt thép quân đội trống rỗng hiển hiện. Hoàng kim hỏa kỵ binh. Bách chiến xuyên giáp binh. Long hổ kỵ binh. Cái này. Cái này sao có thể? Bọn hắn là thế nào xuất hiện? T. Đây chính là tiên nhân chi lực sao? Dời núi lấp biển không gì làm không được bắc minh tử chấn kinh quỷ cốc tử chấn kinh cho dù trước đó lĩnh giáo doanh huyền thần uy đông hoàng thái nhất cũng chấn kinh vô địch khó giải đáng sợ đáng sợ cùng lúc đó trăm vạn đại tần duệ sĩ cũng chấn kinh bọn hắn nguyên bản phân tán các nơi không nghĩ tới thấy hoa mắt liền đi tới nơi này Nơi này tự hồ là Hàm Dương. Ta vậy mà một cái đến Hàm Dương rồi. Ta không phải nằm mơ a. À. Cái này sao có thể? Khẳng định là thần tiên. Là huyền tổ. Huyền tổ thần uy vô cùng vô tận. Bọn hắn đều nghe nói doanh huyền sự tích, huống chi trước đó cũng nhìn thấy doanh huyền vĩ ngạn thân ảnh, giờ phút này mặc dù có chút hoảng, nhưng cũng không có loạn. Mà lại trong lòng bọn họ kinh hãi dời sông lấp biển nhưng cũng không có phát ra âm thanh đại tần quân kỹ có thể thấy được lốm đốm oanh theo sát lấy một cái to lớn cửa ra vào từ trên trời giáng xuống tản ra sáng chói quan huy uy nghiêm huyền ảo thần thánh không thể xâm phạm xuyên thấu qua cửa ra vào ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái to lớn thế giới bên trong có núi có nước có thành trì có sĩ binh có hoa cây cỏ gỗ thần hồ kỳ thần thần tiên thủ đoạn a huyền tổ thật là thần nhân vậy giờ khắc này nguyên bản ông một chút hoài nghi quỷ cốc tử cùng bắc minh tử triệt để bỏ đi lòng nghi ngờ đối doanh huyền thành tiên sự tình bọn hắn lại không hoài nghi dạng này thần thông nếu như còn không phải thần tiên vậy là cái gì thần tiên quỷ cốc tử Bắc Minh Tử cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người nóng bỏng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới kia từ trên trời giáng xuống to lớn cửa ra vào. Thật lâu. Bọn hắn mới lưu luyến không rời rời ánh mắt, tiến vào Hàm Dương, cầu kiến doanh chính. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, huống chi trong triều còn có quỷ cốc truyền nhân cái nhiếp, âm dương gia hộ pháp nguyệt thần bọn người, muốn gặp doanh chính tự nhiên không khó. Nhìn thấy doanh chính, biết được hàm dương thành bên ngoại kịch biến tương quan tin tức sau quỷ cốc tử bắc minh tử cùng đông hoàng thái nhất bọn người hưng phấn lên vội vàng biểu thị nguyện ý xuất chinh tam quốc cái này thế nhưng là thiên địa bí cảnh là một cái thế giới khác cho dù không có chỗ tốt tới kiến thức một cái cũng là trước kia không dám tưởng tượng đại cơ duyên doanh chính đối với cái này tự nhiên hoan nghênh đã đến có bọn hắn gia nhập đối với tiếng đánh tam quốc, nếu là gặp được cao thủ, đem thoải mái hơn. Thương định về sau. Doanh chính mang theo bọn hắn tiến về huyền thiên cung bái kiến doanh huyền. Bọn hắn đều là đứng tại thế giới này trần nhà tồn tại. Nhưng nhìn thấy doanh huyền một khắc này, bọn hắn cảm giác mình tự như vừa ra đời như trẻ con, trần trụi bày ở doanh huyền trước mặt, không có chút nào bí mật. Đáng sợ. Kinh khủng trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng dân lên cùng một cái suy nghĩ trong mắt kính sợ càng sâu bái kiến về sau đông hoàng thái nhất đột nhiên mở miệng nói khởi bẩm huyền tổ đông quân diễm phi ngưỡng mộ huyền tổ thần uy muốn giữ lại làm nô làm tỳ phụng dưỡng huyền tổ cũng theo đó trước mạo phạm huyền tổ thần uy thứ tội không biết có thể đông hoàng thái nhất thanh âm rơi xuống chính chuẩn bị rời đi bắt minh tử quỷ cốc tử trừng to mắt không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên đem chiêu này ra. Cái này nếu là xong rồi. Âm dương gia chẳng phải là tại huyền tổ nơi này có người. Hắn chỗ tốt có thể nghĩ. Doanh huyền đánh giá hai tay gấp lại tại bụng dưới, cung kính đứng ở trước mặt đông quân Diễm Phi. Diễm Phi thân mang một bộ tối váy dài màu lam, tóc dài thấp buộc, đựng một cây thon dài trăm gài tóc, buộc quan phía trên một chút suyết tối bảo thạch màu lam, trên váy có theo tam túc kim ô đồ án. Mặt trứng ngỗng đoan trang, đại khí, có được quý tộc nữ tử mới có phong hoa tuyệt đại, cho người ta một loại phượng nghi thiên hạ, cao quý không tả nổi cao nhã, lãnh diễm. Đẹp đến cực hạn, nhưng cũng lạnh đến cực hạn. Phản phất trên trời thần nữ, đối với thế gian nam tử mà nói, khó thể thực hiện, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Nàng cùng nguyệt thần là thân tỷ mùi, họ cơ, huyết mạch cao quý bất quá giờ khắc này ở doanh huyền dò xét dưới diễm phi đoan trang xinh đẹp trắng nõn gương mặt không khỏi bò lên trên một vòng mê người đỏ ửng nàng trước đó cùng đông hoàng thái nhất xem bói doanh huyền bị phản phệ tâm linh chỗ sâu liền in dấu thật sâu ấn xuống doanh huyền thân ảnh nguyên bản không hề bận tâm phương tâm như là hưu con sông loạn bắt đầu nhưng ngay tại diễm phi Đông Hoàng Thái Nhất bọn người khẩn trương thấp thỏm thời điểm, doanh huyền thanh âm nhàn nhạt trốt cục vang lên. Hai người như trút được gánh nặng. Một cổ to lớn vui sướng xông lên đầu. Mà bắt minh tử, quỷ cốc tử bọn người thì là chanh. Tiểu nhân cáo lui. Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại diễm phi, cùng bắt minh tử bọn người rời đi. Rất nhanh diễm phi lưu tại huyền thiên cung tin tức như là mọc ra cánh quét sạch hàm dương tất cả quan lại quyền quý vô số người mắng to đông hoàng thái nhất vô sĩ nhưng mà tâm tư vẫn sống lạc lữ bất vi vương tiễn bọn người nghĩ đến tự mình nữ nhi tôn nữ nếu là có thể cùng doanh huyền đáp lên quan hệ vậy liền một bước lên trời mà lại doanh huyền còn chưa cưới vợ nếu là mình nữ nhi hoặc tôn nữ gả cho doanh huyền vậy liền nhất phi trùng thiên tại lữ bất vi vương tiễn các loại văn võ bá quan chuẩn bị nghỉ trăm phương ngàn kế hướng doanh huyền huyền thiên cung nhét nhân chi lúc hàm dương thành có người tức giận nhất ghen ghét nàng chính là bây giờ tần quốc hộ pháp quốc sư nguyệt thần nguyệt thần cùng diễm phi là thân tỷ muội hai người đều là thiên kiêu chi nữ vô luận thiên phú tài tình vẫn là võ công trí tuệ đều là nhất đẳng chính cho nên cùng giới chỏi nhau cho dù tỉ mùi cũng không ngoại lệ hai người từ nhỏ tranh chấp nhưng diễm phi khắp nơi đè ép nguyệt thần một đầu diễm phi là đông quân âm dương gia số hai nhân vật nguyệt thần vẽn vẹn hộ pháp mặc dù địa vị cũng cao nhưng lại thua ở đông quân chi vị nàng lúc đầu cũng chuẩn bị cùng doanh huyền giữ gìn mối quan hệ nếu là có thể quan hệ làm sâu sắc kia liền càng dịu nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Diễm Phi ngày đầu tiên đến Hàm Dương, liền trực tiếp vào ở doanh huyền huyền thiên trong cung. Ghê tẩm. Tiện nhân. Không muốn mặt. Nguyệt thần trong lòng mắng to, hơi mỏng mắt xa dưới, thầm thúy mỹ lệ đôi mắt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng ghen ghét. Nàng biết rõ. Một khi Diễm Phi đạt được doanh huyền sủng hạnh, nàng đời này cũng đừng nghĩ đánh bại Diễm Phi. Không được, ta phải nhanh hành động, không thể đợi thêm nữa. Nguyệt thần gấp. Nàng thân phân địa vị không thấp, có thể trực tiếp nhìn thấy doanh huyền. Bởi vậy, chính nàng đưa đi lên cửa. Chương 7, xuất chinh tam quốc, cầu cất giữ cầu đề cử. Chương đài cung. Doanh chính cũng đã nhận được diễm phi lưu tại huyền thiên cung tin tức đồng thời cũng biết rõ dưới trướng văn võ chuẩn bị hướng bên trong nhét người cùng chính nguyệt thần chủ động đưa tới cửa sự tình. Doanh chính không hề tức giận. Đối với dưới trướng văn võ tâm tư nhỏ, cũng không có để ý. Huyền tổ ngày xưa một lòng cầu tiên vấn đạo, đến nay chưa lập gia đình, còn không có dòng giỏi, bây giờ đắc đạo thành tiên, xác thực cần một chút cơ thiếp, là quả nhân sơ sót. Doanh chính trong lòng ấy nấy tự trách. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại hắn vậy mà không nghĩ tới cho doanh huyền tìm kiếm một nhóm mỹ nữ đây là hắn sơ sẩy tam quốc trong bí cảnh mỹ nữ không ít kia cái gì điêu thuyền thái diễm đại kiều tiểu kiều đều không tệ vừa vặn cướp tới hiến cho huyền tổ doanh chính trong lòng âm thầm quyết định ngoài thành trăm vạn đại quân đã tại vương tiễn vương bí lý tính nội sử đằng mông vũ mong điềm bọn người chỉnh đốn hà hiểu sắp tiến đánh tam quốc tin tức. Từng cái sĩ khí dân cao, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Doanh chính chuẩn bị ngày mai liền xuất binh tiến đánh tam quốc bí cảnh. Cùng lúc đó, sáu nước quân vương cùng lan tộc thủ lĩnh đều nhận được tần quốc sứ giả gửi thư. Trong một tháng, thần phục hoặc diệt. Nước Hàn, Tân Trịnh, Vương Cung. Lẽ nào lại như vậy, Tần Quốc thật sự là quá khoa trương. Hàng Vương An thở hỗn hỉnh, giận không kềm được. Đối mở ra địa, cơ vô dạ các loại văn võ đại mắng một trận về sau, chán nản ngồi tại vương tọa bên trên, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Phụ vương, tổ tông cương thổ, không thể kích thước tại người. Hàng Phi tiến lên, chắp tay nói, Tần Quốc cường thế bá đạo, đơn giản ý vào tự mình quốc lực cường đại cùng mới xuất hiện doanh huyền vì kế hoạch hôm nay, nhóm chúng ta chỉ có liên hợp kháng tần, hợp sáu quốc chi lực, chống cự tần quốc. Cửu công tử lời nói sai rồi. Cơ vô dạ cười nhạo một tiếng, chăm chọc nói, hợp sáu quốc chi lực chống cự tần quốc. Không nói tần quốc chiến lực cường đại, chỉ là tự như tiên thần doanh huyền liền không cách nào chống cự. Tiên thần chi lực, há lại nhân lực có thể ngăn cản chẳng lẽ ta nước hàng trăm năm cơ nghiệp liền dạng này chấp tay nhường cho ngươi? Đại tướng quân cầm thế nhưng là ta nước hàng bổng lộc, cái mông cũng không nên ngồi sai lệch. Hàng phi lạnh lùng nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cơ vô dạ khinh thường nói, chỉ cần cửu công tử có thể ngăn trở doanh huyền, ta tự mình ra trận, ngăn trở tần quốc đại quân. Nhưng cửu công tử ngươi có thể ngăn trở doanh huyền sao? Một khi chọc giận tần quốc, đến lúc đó máu chảy thành sông, sợ có diệt tộc nguy hiểm. Hàng Vương An nghe vậy, thân thể rung lên, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Hắn biết rõ cơ vô dạ trong miệng diệt tộc nguy hiểm, không phải tộc khác, tất nhiên là hắn nước Hàng Vương tộc. Hàng Phi há to miệng, không biết nên nói như thế nào. Hắn tự nhiên không có khả năng ngăn trở doanh huyền. Hắn cũng biết rõ nước hàng ngăn trở tần quốc, càng ngăn không được doanh huyền càng biết rõ sáu liên minh quốc tế hợp căn bản không có khả năng. Hắn sợ dĩ phản đối, chỉ là không cam tâm. Hắn muốn nói thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Huống chi hắn biết rõ, hắn phụ vương Hàn vương an gan nhỏ như chuột, căn bản không có cái kia thà làm ngọc vỡ không làm nói lành can đảm cùng khí phách. Được rồi, hôm nay dừng ở đây, bãi triều. Hàng vương an không kiên nhẫn khoát khoát tay, trực tiếp rời đi. Hắn hiện tại tâm loạn như ma, không biết lựa chọn như thế nào. Cho nên, lựa chọn trốn tránh. Dù sao có tầm một tháng thời gian. Không vội mà hiện tại quyết định. Hắn đi vào ngự hương cát, chuẩn bị tìm Minh Châu Phu Nhân buông lỏng buông lỏng, làm dịu tâm tình. Vừa tiến vào ngự hương cát, cuốn cuốn huân hương chui vào trong mũi, hàng vương an bị móc sạch thân thể lập tức cảm giác nhẹ nhàng, phiêu phiêu dục tiên, toàn thân không nói ra được thoải mái. Phu nhân Hàng vương an nâng cao bụng lớn nạm, mang theo nụ cười bị ổi lớn tiếng kêu lên. Đại vương Một đạo dáng người ngạo nhân thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi tới, quần áo yêu giả, vỡ đen như thác nước. Mấy cái tinh xảo trăm gài tóc trói buộc nhu thuận tóc dài, phần đuôi còn mang theo thật dài trăm cài tóc, treo hai viên trân phẩm bảo châu, đi lại ở giữa, có chút lay động, sẵn thác nàng tuyệt mỹ xinh đẹp. Hẹp dài đôi mắt đẹp có chút chấp động, mỉm cười ngậm yêu, hình như có mỹ ý dập dần, đôi môi ướt ác hơi nhếch lên, môi đỏ có chút trương động, muốn làm cho người âu yếm. Hàng vương an tâm linh dập dần, hoa mắt thần mê, đưa tay muốn đi tóm lấy triều nữ yêu minh châu phu nhân mềm mại tay nhỏ, lại bị không để lại dấu vết né tránh. Sau đó huyễn thuật phối hợp hoa nam huân hương thôi động, đem Hàng Vương An kéo vào trong mộng huyễn cảnh. Trong mộng huyển cảnh, Hàng Vương An hăng hái, thân thể trước nay chưa từng có tốt, được không khoái hoạt. Phế vật Minh Châu Phu Nhân liếc mắt ngã xuống giường, ông chăn mình lăn tới lăn tới, lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế Hàng Vương An, trong mắt tràn đầy xem thường cùng coi nhẹ. Hàng Vương An mỗi lần tới Minh Châu Phu Nhân nơi này, đều cảm thấy là thiên đại hưởng thụ bởi vậy đối minh châu phu nhân đủ kiểu ân sủng. Kỳ thật lại ngay cả người ta ngón tay đều không có đụng phải, còn bị minh châu phu nhân huyễn thuật cùng dược vật móc không liễu thân thể, ngày càng lụng bại. Mà tại hàng vương an ông chăn mền, trong mộng huyễn cảnh vui đến quên cả trời đất thời điếm, triệu quốc, ngụy quốc, nước tề, nước yến, sở quốc năm quốc quân vương cùng lan tộc đầu mạng thiền vu cũng đang thương thảo đối tầng kế sách. Chỉ là là chiến là hàng, vẫn như cũ tranh luận không ngớt. Bọn hắn nhất kiên kỵ chính là hư hư thực thực tiên nhân doanh huyền. Nếu không phải doanh huyền, bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc đầu hàng. Đối với những thứ này, doanh huyền rất rõ ràng, nhưng không có để ý. Hắn biết rõ. Tại hắn uy thế dưới, vô luận sáu nước vẫn là lan tộc, cuối cùng chỉ có đầu hàng vô điều kiện một con đường có thể đi. Thú vị! Bỗng nhiên, Doanh huyền khóe miệng khẽ nhếch, nhiều hứng thú nhìn qua bên ngoài. Hắn cảm giác được Nguyệt Thần đi tới huyền thiên ngoài cung. Đối với Nguyệt Thần cùng Diễm Phi hai tỷ mùi điểm này bẩn thiểu, Doanh huyền rất rõ ràng. Tỷ mùi tương ái tương sát. Thật có ý tứ. Ngươi tới làm gì? Diễm Phi nhìn xem Nguyệt Thần, ông nhu đôi mắt đẹp trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, băng lạnh ánh mắt giống như một vị nữ vương quan sát trong nhân thế, lạnh lùng vô tình làm nguyệt thần tỷ tỉ, tỉ, nguyệt thần tâm tư gì, nàng cũng có thể đoán được một hai. Đương nhiên là đến đây bái kiến huyền tổ. Nguyệt thần thanh âm lạnh nhạt, phản phất không nhìn thấy Diễm Phi lạnh lẽo nhãn thần, chậm rãi nói, còn xin đông quân đại nhân thông bẩm huyền tổ. Diễm Phi nhíu nhíu mày, mặc dù nàng tại âm dương gia địa vị cao hơn Nguyệt thần một điểm, nhưng dính đến doanh huyền sự tình, nàng cũng không dám tự mình làm chủ. Để cho nàng đi vào ngay tại Diễm Phi chuẩn bị thông tri Doanh Huyền phải chăng tiếp kiến Nguyệt Thần thời điểm, trong ốc nàng vang lên Doanh Huyền thanh âm. Đi theo ta. Diễm Phi nhìn chầm chầm Nguyệt Thần, quay người mang theo nàng đi vào. Nguyệt Thần miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhất, đối với cái này cũng không ngoại ý muốn. Doanh Huyền Thần thông quảng đại. Diễm Phi tuyệt đối không dám vượt qua Doanh Huyền trực tiếp ngăn cản nàng. Rất nhanh, Diễm Phi mang theo Nguyệt Thần đi vào doanh huyền trước mặt. So sánh với Diễm Phi loại kia cao quý ung dung thần nữ khí chất. Nguyệt Thần liền phản phất giữa tháng quảng hàng tiên tử, xuất trận mờ mịt, không thể nắm lấy, lộ ra thần bí. Kia mắt xa che đôi mắt, làm cho người không nhìn thấy nàng hoàng mỹ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy cặp kia làm cho người thèm nhỏ giải nước nhuận miệng nhỏ, hồng nhuận quan trạch, muốn làm cho người âu yếm nàng hai tay trùng điệp tại bụng dưới có cùng diễm phi tương đồng đoan trang ưu nhã doanh doanh cúi đầu thanh âm linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển nguyệt thần bái kiến huyền tổ chúc huyền tổ thánh thọ vô cương tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất một trận dễ ngửi mùi thơm xông vào mũi cùng diễm phi trên người mùi thơm khác biệt nhưng tương tự dễ ngửi thấm vào ruột gan không cần đa lễ doanh huyền nhìn qua trước mặt nguyệt thần nói ngươi tìm ta có việc thiếp thân ngưỡng mộ huyền tổ thần uy nghĩ phụng dưỡng huyền tổ khoảng chừng để lắng nghe huyền tổ dạy bảo cầu huyền tổ thành toàn nguyệt thần không có quanh co lòng vòng trực tiếp mở miệng nàng biết rõ tại doanh huyền trước mặt đồ nghịch thủ đoạn khẳng định vô dụng nói không chừng hoàn toàn ngược lại nha doanh huyền ánh mắt trên người nguyệt thần lưu chuyển ở người phía sau khẩn trương tâm tình thấp thỏm dưới gật gật đầu vậy ngươi liền lưu lại đi. Đa tạ huyền tổ. Nguyệt thần mừng rỡ, nguyên bản nhất đến cổ họng tâm rốt cục rơi xuống. Diễm Phi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nguyệt thần âm thầm thề. Nguyệt thần lưu tại huyền thiên cung, giống như Diễm Phi làm thiếp thân thị nữ. Pha trà. Rót rượu. Nắng vai. Đấm lưng. Hai người âm thầm phân cao thấp, Doanh huyền ổn thỏa vị trí số 1, thích thú. Một đêm thời gian. Lặng yên mà qua. Hôm nay. Chính là đại tần duệ sĩ xuất chinh tam quốc bí cảnh thời gian. Lấy vương tiễn làm soái lý tính, nội sử đằng, mông vũ làm phó tướng, xuất lĩnh đại tần hoàng kim hỏa kỵ binh, bách chiến xuyên giáp binh, long hổ kỵ binh, hát thiết binh giáp, bàn bạc trăm vạn đại quân. Đông hoàng thái nhất, quỷ cốc tử. Bắc Minh tử cùng theo bọn hắn về sau chạy đến tuân tử các loại chư tử bách gia cao thủ tùy hành. Vương Tiễn mặc áo giáp, cầm binh khí, cưỡi chiến mã, ở vào tam quân trước đó, nhìn qua tòa kia thần thánh uy nghiêm to lớn cửa ra vào, trong lòng rất là kích động. Ngày hôm qua bọn hắn đã phái thám tử đi vào thăm dò qua tin tức, xác nhận thời gian điểm. Giờ phút này 18 lộ chư hầu ngay tại Tỷ Thủy quan trước. Quan Vũ còn không có trạm hoa hùng bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Xuất chinh. Vương tiễn rút ra bội kiếm, chỉ về phía trước. Gió. 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 Trăm vạn đại quân cùng nhau hét lớn, tâm tình khuấy động, sau đó nện bước chỉnh tề bộ phát, tự như một đầu trường long tiến vào cửa ra vào. Chương 08, Tào Tháo sợ ngay người, cầu cất giữ cầu đề cử. Đây chính là tam quốc bí cảnh một cái thế giới hoàn toàn mới. Nghe nói cùng loại với nhóm chúng ta đại tần, có thể coi như đại tần hơn 400 năm sau thế giới. Không biết rõ huyền tổ làm sao làm được, thật sự là thần hồ kỳ thân. Nghe nói cái này còn chỉ là bắt đầu, về sau còn sẽ có càng nhiều mạnh hơn bí cảnh, trường sinh chi pháp, trường sinh đan thuốc, thần binh lợi khí. Hết thảy đều có khả năng. Bắc Minh Tử, Quỷ Cốc Tử, đông hoàng thái nhất bọn người cảm thụ được tam quốc thế giới hết thảy trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong ông ông một đen một trắng hai đạo tuyệt mỹ lãnh diễm thân ảnh xuất hiện đi vào đông hoàng thái nhất trước mặt chính là âm dương gia gỗ bộ trưởng lão đen trắng thiếu tư mệnh nàng nhóm hôm qua cũng đã tới phụ trách điều tra tin tức đương nhiên điều tra tin tức không chỉ là nàng nhóm còn có la vọng thám tử vương tiễn điều động trong quân thám tử các loại. Có tin tức gì? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Hôm nay Hoa Hùng tại tỷ thủy quan bên ngoài khiêu chiến 18 lộ chư hầu. Áo đen thiếu tư mệnh không chứa mảy may tình cảm thanh âm lạnh lùng nói. Xem ra hôm nay chính là quan vũ hâm rượu trảm Hoa Hùng thời gian. Bắc Minh Tử nói. Chém giết Hoa Hùng về sau, 18 lộ chư hầu liền có thể thuận lợi đánh hạ tỷ thủy quan quỷ cốc tử nói theo bọn hắn hôm qua đã nhìn qua doanh huyền giao cho doanh chính tam quốc sách lúc này vương tiễn từ bên cạnh đi tới hắn cũng thu được dưới trướng thám tử tin tức vương tướng quân dựa theo trước đó chế định kế hoạch nhóm chúng ta liền tiến về lạc dương tiếp cận đổng trác cùng lữ bố miễn cho bọn hắn đến lúc đó chạy đông hoàng thái nhất nhìn về phía vương tiễn bởi vì doanh huyền cho ba cái nhiệm vụ trong đó hai cái chính là thu phục hoặc đánh giết lữ bố, đổng trác. Là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, doanh chính cùng bọn hắn chế định kế hoạch lúc, liền chuẩn bị để đông hoàng thái nhất, bắc minh tử, quỷ cốc tử, tuân tử các loại võ đạo cao thủ trước một bước tiến về lạc dương tiếp cận lữ bố cùng đổng trác. Nếu như hai người muốn chạy trốn, liền có thể bắt được hoặc đánh giết. Mà vương tiễn thì dẫn đầu đại quân nghiện ép lên đi hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, nắm giữ tam quốc bảy thành cương vực. Làm phiền các vị. Vương tiễn chấp tay một cái. Vương tướng quân khách khí, đều là vì đại tần hiệu lực, là huyền tổ cống hiến sức lực. Đông Hoàng Thái nhất bọn người khách khí một phen, sau đó vô thanh vô tức trời đi. Lấy bọn hắn thực lực. Tiếp cận lữ bố cùng động trác, hai người tuyệt đối chạy không thoát. Nội sử đăng. Đông Hoàng Thái nhất bọn người rời đi, Vương Tiễn lập tức ra lệnh, người dẫn đầu 20 vạn long hổ kỵ binh, từ cánh trái bọc đánh đi qua, phong bế 18 lộ chư hầu cánh trái, tại ta phát động tiến công trước, không thể khinh động. Mạc tướng lĩnh mệnh Nội sử đằng mang theo 20 vạn long hổ kỵ binh nhanh chóng rời đi. Lý tín Có mạc tướng Lý tín lập tức ra khỏi hàng ngươi dẫn đầu 20 vạn đại quân từ cánh phải bọc đánh đi qua, phong bế 18 lộ chư hầu cánh phải, tại ta phát động tiến công trước, không thể khinh động. Mạc tướng lĩnh mệnh. Lý Tín mang theo đại quân nhanh chóng rời đi. Vương Tiễn dẫn đầu còn thừa đại quân chậm rãi từ chính diện đè lên, các loại 18 lộ chư hầu công phá tỷ thủy quan một khắc này, chính là hắn phát động tổng tiến công thời điểm mà trên đường đi đổng trác cùng 18 lộ chư hầu thám tử, thì bị la võng, âm dương gia các cao thủ âm thầm giải quyết. Võ đạo Tu Vi Hàng Duy đã kích, tại la võng cái này đại sát khí cùng âm dương gia cao thủ dốc sức dưới, những thám tử kia căn bản không có mảy may sức chống cự, toàn bộ bị nhổ tận gốc. Huyền Thiên Cung Nội Doanh huyền lười biến nằm tại trên ghế bành, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi phụng dưỡng hai bên. Ông Doanh huyền nhẹ nhàng vung tay lên, giữa không trung lập tức hiển hiện một cái màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong chiếu rọi chính là vương tiễn bọn người ở tại tam quốc bí cảnh hình tượng. Huyền tổ tốt thần thông. Đợi ở một bên doanh chính nhịn không được tán thưởng, mỗi lần gặp doanh huyền xuất thủ, đều có gan không đồng dạng rung động. Lữ bất vi bọn người cũng giống như thế. Bọn hắn đều nhao nhao ngẩng đầu, tập trung tinh thần nhìn qua giữa không trung hình tượng. Doanh huyền gặp vương tiễn bên này còn tại đi đường không có gì đáng xem bàn tay lớn lần nữa vung lên lại một bộ màn sáng ngưng tụ mà ra báo báo bẩm minh chủ du tướng quân cùng hoa hùng chinh chiến một hiệp liền bị chém xuống dưới ngựa a à. một hiệp một hiệp a à. hoa hùng quả nhiên anh dũng a ai dám xuất chiến hoa hùng viên công ta có thượng tướng quân Phan Phượng, cầm trong tay một thanh nặng trăm cân khai sơn phủ, có vạn phu bất đương chi dũng, người này tất có thể chém vết hoa hùng. Kéo đến tận tên tràng diện A. Doanh huyền nhìn qua giữa không trung màn sáng, khẽ cười một tiếng, nâng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Diễm Phi, Nguyệt Thần, Doanh Chính, Lữ Bất Vi bọn người ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn màn sáng, sợ bỏ lỡ một tơ một hào bọn hắn không có đi tam quốc bí cảnh nhưng giờ phút này có thể ở chỗ này nhìn thấy cũng không tệ báo bẩm minh chủ phan tướng quân cùng hoa hùng chinh chiến không đến một hiệp liền bị chém ở dưới ngựa cái gì lại bị chém hình tượng bên trong lại là từng đạo kinh hô vang lên doanh chính nhiều hứng thú nhìn qua mặc dù đã nhìn qua kịch bản nhưng vẫn là cảm giác rất có ý tứ cái này hoa hùng ngược lại là một viên mảnh tướng. Doanh chính khen. Đại vương nếu là ưa thích, giờ phút này phái người thông tri vương tiễn tướng quân, còn có thể cứu hoa hùng, cho mình dùng. Một cái đại thần nói. Kế hoạch đã định, há có thể tùy ý sửa đổi, huống chi tướng ở bên ngoài, tùy ý can thiệp, còn thế nào đánh trận. Doanh chính thanh âm bình tĩnh không mang theo mảy mây khói lửa, nhưng vừa mới nói chuyện đại thần lại là tâm thần rung lên, quỳ rạp trên đất, vội vàng nói. Đại vương thứ tội, thần biết sai rồi. Xuống dưới. Doanh chính thản nhiên nói. Vi thần cáo lui. Đại thần nhãn thần ảm đạm, vội vàng lui ra. Hắn biết rõ hắn đã đã mất đi sủng hạnh. Tiền đồ không ánh sáng. Lữ bất vi trong lòng cười nhạo, vuốt mông ngựa đều không cần đầu óc, khó trách sẽ đập vào trên móng ngựa. Cứu hoa hùng, mang ý nghĩa muốn sớm xuất thủ, đến lúc đó tổn thất tất nhiên tăng nhiều, như thế nào một cái hoa hùng nhưng so sánh. Húng chi nếu là bởi vậy làm trễ nải huyền tổ nhiệm vụ, một vạn cái hoa hùng cũng thường không đủ. Hắn tiếp tục nhìn qua hình tượng. Mà doanh huyền cũng không có để ý. Diễm Phi cùng Nguyệt thần phụng dưỡng tại hai bên, tận tâm tận lực, đối với hoa hùng cái gì, nàng nhóm không có nửa điểm hứng thú. Hoa hùng tại tam quốc võ tướng bên trong coi như không tệ, nhưng thật cùng nàng nhóm đơn đã độc đấu liều thực lực, nàng nhóm bất kỳ một cái nào đều có thể treo lên đánh hoa hùng. Ai dám xuất chiến hoa hùng, tiền thưởng ngàn lượng, tặng ngựa tốt trăm thớt. Hình tượng bên trong, viên thiệu hỏi, ai dám xuất chiến? Chúng chư hầu hai mặt nhìn nhau, lại không người hưởng ứng. Chỉ tiếc trên mặt ta đem nhang lương văn sú không tại, như có một người ở đây, há lại cho hoa hùng làm càng. Ngựa cung thủ quan vũ xin chiến hoa hùng. Quan vũ ra khỏi hàng. Cái gì? Ngươi một cái nho nhỏ cung thủ dám khẩu xuất cùng ngôn, ngươi cho rằng nhóm chúng ta chúng chư hầu không có đại tướng quân sao? Xin ra ngoài. Viên thuật quát. Công lộ huynh, bất giận. Tào tháo đứng dậy, nói ra, Người này đã đứng dậy, tất nhiên có dũng hơi, sao không để hắn thử một chút. Mạnh Đức, làm một cái nho nhỏ cung thủ xuất chiến, chẳng phải là để hoa hùng chế nhào sao? Công lộ huynh, mời xem. Này nhân sinh nằm lông mày mắt phượng, đầy mặt anh hùng khí, hoa hùng như thế nào lại biết rõ hắn là cung thủ đây? Cái này họ tào nói đúng. Trương Phi tiếng như hồng chung, ngạo nghễ nói, nhị ca cái này cung thủ, thắng qua các ngươi tất cả tướng quân chư hầu quan vũ thấy mọi người chần chờ thản nhiên nói nếu là chặt không hạ hoa hùng đầu vậy liền chặt quan mổ đầu tạ tội lưu bị cũng đứng dậy lưu quan trương ba huynh đệ nghĩa cùng sinh tử như ta nhị đệ không thắng nguyện chặt ta ba huynh đệ đầu người tốt lưu huyền đức không hổ là hoàng thất dòng họ hào khí vượt mây tào tháo cất cao giọng nói trường quân đội mang rượu tới Ta muốn vì vị này tráng sĩ mời rượu tráng đi. Tào Tháo bưng chén rượu lên đưa tới quan vũ trước người. Mời. Không cần. Nho nhỏ hoa hùng, không cần mượn rượu. Chư công sau đó, quan mổ đi một lát sẽ trở lại. Quan vũ ra ngoài, hâm rượu trảm hoa hùng. Doanh chính bọn người nhìn qua doanh huyền cho tam quốc, đều rất rõ ràng. Cái này 18 lộ chư hầu thảo động liền cùng năm đó sáu nước hợp lực công tần, lòng người không đủ, đều có tính toán, cuối cùng lại thế nào khả năng thành công. Doanh chính nghĩ đến đã từng sáu nước công tần sự tình, cảm khái nói. Bệ hạ lời nói rất đúng, chẳng qua hiện nay có đại tần thiết kỵ đi qua, động trác cũng chấm dứt. Phùng khứ tật phụ họa nói. Tiếp xuống liền nhìn vương tướng quân. Doanh chính chăm chú nhìn giữa không trung hình tượng, chỉ gặp quan vũ ba đao chém hoa hùng, dẫn theo hoa hùng đầu người chấn kinh mười tám lộ chư hầu từ đây dương danh thiên hạ viên thiệu bọn người thừa này cơ hội đại quân xuất kích công kích tỷ thủy quan tỷ thủy quan bởi vì hoa hùng bị trảm quân tâm bất ổn rất nhanh liền bị công phá trung quân đại doanh viên thiệu viên thuật các loại mười tám lộ chư hầu hồng quan đầy mặt tràn đầy vui sướng dết 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 đột nhiên đại địa chấn chiến, phô thiên cái địa tiếng la dết đinh tai nhức ốc, mình mông đùng đưa sát khí quét sạch bốn phương. Viên thiệu, viên thuật các loại 18 lộ chư hầu kinh hải. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tiếng la dết? Báo. Minh chủ, không xong, không xong, chung quanh đột nhiên dết ra một chi đại quân, mình mông đùng đưa, thế không thể đỡ, thẳng đến trung quân đại doanh mà đến rồi. Một người thám tử vội vàng hấp tấp từ ngoài trướng lộn nhào vọt vào, lo lắng hô. Cái gì? Ở đâu ra đại quân? Chẳng lẽ là động trác viện quân? Làm sao có thể? Không nghe nói động trác phái viện quân tới A. À? Viên thiệu, viên thuật, tào tháo, hàng phức, khổng dung các loại 18 lộ chư hầu không hiểu ra sao, vội vàng hướng ngoài trướng đi đến. a, à. Đúng lúc này! ngoài trướng vang lên từng đạo kêu thảm, viên thiệu bọn người vừa ra tới liền thấy từng cái khuôn mặt lạnh lẽo, tự như địa một sứ giả sát thủ đánh tới. Từng cái sĩ binh như là chém dưa thái rau bị chém vết. Những này sát thủ, chính là đại tần thế giới danh chấn bảy quốc hiệu xưng thiên la địa võng, vô khổng bất nhập la võng sát thủ. T. Tào Tháo trong lòng hút miệng khí lạnh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế sát thủ kiếm kia thuật thật là đáng sợ, phản phất vì giết chóc mà sinh. ưm, ừ. Bỗng nhiên, Tào Tháo nhãn tình sáng lên, trừng đến lão đại. Chỉ gặp một cái tuyệt mỹ nữ tử nện bước đôi chân dài chậm rãi đi tới. Nàng người mặc sẽ tà váy dài màu đỏ, màu đen bên ngoài áo khoác, đem thon dài dáng người tôn lên thước tha có hình, khí chất yêu mị. Nàng một cái yêu giả tinh hồng ngọc thủ chống đỡ bờ eo thon, một trương mặt trái xoan lộ ra một cổ lạnh mị hương vị, ngũ quan lập thể, lộ ra mấy phần xâm lược tính, một sợi sợi tóc từ trên trán trượt xuống, càng tăng thêm mấy phần tự tin ngạo nghễ. Thành thục lạnh mị Ngự tỷ phạm mười phần Nhất là kia đôi thon dài thẳng tắp đôi chân dài, mặt màu tím hoa văn tất chân, phối hợp giày cao gót màu đỏ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phá lệ hút con ngươi. Ưu thích mỹ phụ nhân thê tào tháo trực tiếp nhìn ngay người. Hắn gặp qua không ít mỹ nhân. Nhưng như thế thời thượng, có khí chất như vậy lãnh diễm ngự tỷ, hắn còn là lần đầu tiên gặp một viên lờ sờ tâm sao động khó nhìn. Nhưng mà... Sau một khắc, tào tháo khô nóng tâm trong nháy mắt băng lương băng lạnh. Chỉ gặp đại tư mệnh một con kia yêu diễm lại mỹ lệ, đỏ tươi gần như yêu dị thon dài ngọc thủ nâng lên, nương theo lấy màu đỏ sậm sương mù một cái khô lâu ấn ngưng tụ mà ra cách không một chưởng dưới tay hắn một viên đại tướng cách mấy mét bị một chưởng đánh chết t tào tháo sợ ngay người ta là ai ta ở đâu ta không nằm mơ a à? chương không chín trương phi vsc mong điềm cầu đề cử cầu cất giữ chẳng lẽ là thái bình đạo yêu nhân bọn hắn thật biết yêu thuật không chỉ có tào tháo sợ ngay người bên cạnh viên thiệu viên thuật khổng dung các loại chư hầu đồng dạng sợ ngay người bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thủ đoạn giết người màu đỏ sậm sương mù ngưng tụ thành một cái kinh khủng khô lâu ấn sau đó cách không một chưởng đem người diệt xác thần hồ kỳ thần tạc tài dị ken ken ngay tại bọn hắn rung động đại tư mệnh khô lâu huyết thủ ấn giết người thời điểm bằng lãnh thấu xương kiếm khí gác ở bọn hắn trên cổ, khiếp người phong mang cắt tới bọn hắn cổ đau nhất, tràn ra từng sợi vết máu. Lại là la võng sát thủ đem bọn hắn khống chế được. Các ngươi là ai? Tào Tháo ép buộc tự mình tỉnh táo lại, nhìn về phía thành thục lạnh mị, phong tình vạn chủng đại tư mệnh. Tại những này la võng sát thủ cùng đại tư mệnh bên trong, đại tư mệnh thân phận địa vị hiển nhiên cao hơn. Bớt nói nhảm, đều cho ta thành thành thật thật ở lại, ai dám dị động, dết không tha. Đại tư mệnh lạnh lẽo thấu xương thanh âm quanh quẩn, dọa đến viên thiệu, viên thuộc bọn người khẽ run rẩy, toàn thân run rẩy như cái sàn, kém chút không có sợ tệ ra quần. Tào Tháo mặc dù không có bị hù dọa, nhưng cũng không dám nhiều lời. Bọn hắn nhìn về phía Chu Vi. Ánh mắt chiếu tới, bọn hắn thân vệ quân bị từng nhánh không biết tên kỵ binh dết đến hoa rơi nước chảy hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát đây là nơi nào quân đội cái này kỵ binh so dũng mãnh thiện chiến tây lương thiết kỵ còn kinh khủng hơn thật sự là quá mạnh dạng này tinh nhuệ thiên hạ ai có thể cản tào tháo nhìn qua đại tần thiết kỵ nhãn thần tràn ngập hâm mộ nếu là hắn có dạng này một cái kỵ binh nằm mơ đều có thể cười tỉnh không có biện pháp thế giới cấp độ nghiền ép Tam quốc võ tướng thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng đã đạt tới trung võ thiên hành tầng thời đại giới so sánh, chênh lệch rõ ràng. Đại tần thiết kỷ lính tố chất thân thể hoàn toàn nghiền ép tam quốc sĩ binh tố chất thân thể. Tùy tiện một cái đại tần tiểu binh, tối thiểu có thể so với tam quốc nhị lưu võ tướng. Húng chi đại tần thiết kỷ trang bị công thâu gia bá đạo cơ quan thuật, vô luận binh khí vẫn là áo giáp, đều nghiền ép tam quốc trang bị đối bọn hắn tới nói chính là hàn duy đã kích xong viên thuật viên thiệu các loại chính người nhìn lấy thân vệ bị tàn sát nhãn thần tuyệt vọng đặt mông sụi lơ trên mặt đất cả người đều hỏng mất tỷ thủy quan trước lưu bị quan vũ trương phi tôn kiên bọn người thừa dịp hoa hùng bị chém giết thời khắc mang binh công kích nhất cổ tác khí đem tỷ thủy quan đánh hạ ha 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 thống khoái thật sự là thống khoái. Trương Phi cầm trong tay nhúm máu trường tám trường mâu, tiếng như hồng chung, ngửa mặt lên trời thét dài, cả người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bên cạnh hắn, quan vũ một tay cầm thanh long yển nguyệt đao, một tay khẽ vuốt trâu đẹp, thần sắc ngạo nghễ. Âm âm. Đột nhiên. Đại địa chấn chiến bắt đầu, phản phất thiên quân vạn mã bôn đằng mà đến, lại như địa long xoay người, bài sơn đảo hải cái quỷ gì? trương phi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sợ ngay người. chẳng biết lúc nào, một chi kỵ binh giáp đen tự như dòng sông màu đen cuốn tới, mênh mông cuồn cuộn, duệ không thể đỡ. nhất là kia kỵ binh xung kích chi thế hình thành ngập trời khí thế khủng bố, để trương phi cảm thấy áp lực như núi, có gan tim đập nhanh cảm giác. hắn có vạn phu bất đương chi dũng, trong thiên quân vạn mã lấy thường tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi nhưng mà... Đối mặt khủng bố như thế kỵ binh, cho dù Trương Phi cũng không dám tùy tiện xông trận, chớ nói chi là vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Thật là tinh nhuệ kỵ binh, danh xưng thiên hạ vô địch Tây Lương Thiết Kỵ so sánh cùng nhau, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Quan Vũ khẽ vuốt trâu đẹp tay dừng lại, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không khỏi ngưng trọng lên, từ đấy lòng tán thán nói. Nếu là ta có dạng này một chi kỵ binh, lo gì đại nghiệp không thành, hán tặc bất diệt. Lưu bị thần sắc cực kỳ hâm mộ, đẩy lòng tràn ngập khát vọng. Đại ca, những kỵ binh này đánh tới, chẳng lẽ là động trác bí mật vương bài, viện quân của hắn đến rồi. Trương Phi nắm chặt trong tay trường mâu, kích động. Mặc dù những kỵ binh này rất khủng bố. Hắn chưa bao giờ thấy qua tinh nhuệ như vậy kỵ binh. Nhưng hắn Trương Phi người thế nào? Hắn sợ qua ai? hắn giờ phút này rất muốn xông đi lên, thử một chút chi kỵ binh này sâu cạn. Nhị đệ tam đệ, nhánh binh mã này kẻ đến không thiện, nhưng không giống như là động trác nhân mã. Lưu bị nhìn qua mênh mông đung đưa tự như một đầu màu đen trường long cuốn tới đại tần thiết kỵ, trầm giọng nói, nhìn cờ hiệu, tự hồ là tiên tần văn tự, cũng không biết là ai người xây dựng, vậy mà như thế tinh nhuệ. Đợi một lát xem chừng, lấy bảo tồn thực lực làm chủ cắt không thể liều mạng. Lưu bị trịnh trọng căng dặn. Hắn hiện tại không có sĩ binh, không có địa bàn. Duy nhất có chính là hai cái có vạn phu bất đương chi dũng huynh đệ. Đây là hắn thành tựu đại nghiệp tiền vốn. Lão bà có thể ném, có thể tổn thất. Nhưng huynh đệ không thể ném, không thể tổn thất. Dùng hắn lại nói. Chính là nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Quần áo có thể đổi tay chân không thể đoạn. Đại ca yên tâm. Trương Phi, Quan Vũ Đồng nói. Thanh âm tràn ngập tự tin. Trên đời này muốn giết bọn hắn người còn không có xuất sinh đây. Giết. Giết. Kinh khủng sát khí đập vào mặt, 18 lộ chư hầu dưới trướng tướng sĩ bị đại tần thiết kỵ xông lên tức tán, bại không thành binh. Bọn hắn vừa mới đánh hạ tỷ thủy quan, tâm thần buông lỏng, chính chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi, nơi nào sẽ nghĩ đến có người đột nhiên đánh lén. Căn bản không có mảy may chuẩn bị cùng chiến lực. Này! Trương Phi dẫn theo trượng bác xà mâu, hoành tảo thiên quân, đánh bay hai cái đại tần kỵ binh, quát lên. Người Yến Trương Phi ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Lôi âm cuồn cuộn, giống như hổ báo. Chung quanh đại tần thiết kỵ tâm thần đều bị Trương Phi chấn nhiếp rồi không thể không nói. Trương Phi cái này lớn giọng, khí thế kia, xác thực lợi hại. Dốc trường bản đơn kỳ cứu chủ, bảy vào bảy ra, dết đến máu nhuộm chinh bào, là triệu vân cả một đời nhất hào quan thời khắc, bằng này âm thanh chấn thiên hạ, danh truyền thiên cổ. Mà canh giữ ở đương dương kiều Trương Phi càng trâu rồi, dĩ dật đã lao, ba tiếng trống to độc lui tạo gia trăm vạn binh. Càng kinh khủng chính là, tào tháo bên người hạ hầu kiệt bị cả kinh can đảm vỡ vụn đảo đụng dưới ngựa mà chết trương phi gầm thét có thể thấy được lốm đốm ta đến chiến ngươi đại tần thiết kỵ bên trong một viên tuổi trẻ tiểu tướng xông ra hắn cưỡi võ trang đầy đủ chiến mã người khoác thương vân giáp cầm trong tay trường thương hướng trương phi đánh tới này trương phi trợn mắt tròn xoe trường mâu chỉ về phía trước người đến người nào ta Trương Phi không trảm hạng người vô danh. Đừng nhìn Trương Phi lỗ mãn, kỳ thật cũng không phải là không não hạng người. Hắn câu nói này cũng là đang thử thăm dò lai lịch của kẻ địch. Lưu bị quan vũ, tôn kiên bọn người vẫn tai. Hiếu kỳ chi kỵ binh này lai lịch. Đại tần tần vương dưới trướng mông điềm là vậy. Mông điềm không có dấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Bây giờ hắn còn trẻ, vừa mới xuất đạo không lâu, vẹn vẹn cái ngàn dài, chưa thể độc lĩnh một quân. Bất quá lần này chinh phạt Tam Quốc về sau, chỉ cần hắn lập xuống đại công, độc lĩnh một quân, Đem không là vấn đề. Đại Tần. Tần Vương. Mông Điềm. Cái quỷ gì? Đại Tần đều hủy diệt mấy trăm năm, chẳng lẽ là Đại Tần dương nghiệt âm thầm trùng kiến, tiếp tục sử dụng Đại Tần danh tướng danh hào. Lưu Bị, Quan Vũ bọn người một cái suy nghĩ rất nhiều bọn hắn không nghĩ tới mông điềm bọn người là đến từ thế giới khác. Cái này không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn trước tiên liền cho rằng là tần triều dương nhiệt. Hơn nữa nhìn cái này quân đội chế thức cùng cờ hiệu, hoàn toàn chính xác cùng đã từng đại tần tương tự. Cái gì tên giả mạo mông điềm, nhìn ta không đâm ngươi một vạn cái trong suốt lỗ thủng. Trương Phi hét lớn, dục ngựa trùng sát. Đương đương trượng bác xà mâu cùng trường thương va chạm, hai người nghiêng người mà qua. Thật là lớn lực lượng. Trương Phi nắm chặt trưởng bác xà mâu tay run rẩy, nhãn thần kinh hải, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không nghĩ tới đối phương niên kỹ nhẹ nhàng, lại có loại lực lượng này. Không hổ là tam quốc bên trong nổi danh mảnh tướng, nếu là tại ta đại tầng thế giới, tu luyện ta binh gia chiến pháp, thực lực tất nhiên tăng vọt một mảng lớn hiện tại ta chỉ sợ cũng không là đối thủ bất quá bây giờ mông điềm nhếch miệng lên một tia đường công lái chiến mã lần nữa thẳng hướng trương phi dết trương phi mặc dù kinh hãi nhưng cũng không phải cái chịu thua chủ trợn mắt tròn xoe rống to đánh tới đang hắn một mâu hung hăng đâm ra không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng chói tai âm bạo trường mâu hóa thành đạo đạo tàn ảnh như linh xà thổ tính. Mông điềm có chút nghiêng người, trường mâu từ hắn ngực xẹt qua, nhưng không có lưu lại một tia vết tích. Thương vân giáp phòng ngự cực mạnh. Đại tần thế giới mặt gia cao thủ cao tiệm ly cầm trong tay danh kiếm bản thứ bảy thủy hàng kiếm, cũng đâm không thủng mông điềm thương vân giáp. Làm sao có thể? Trương Phi trợn tròn mắt. Không đợi hắn phản ứng, mông điềm trường thương phát sau mà đến trước, như là một đầu roi sắt. Hùng hằng rút trên người Trương Phi. Đụng. Trương Phi thổ huyết rơi xuống khỏi ngựa, té ra xa ba trượng, lập tức ngất đi. Tam đệ. Quan Vũ mắt phượng trận lên, tức sùi bọt mép, một tay kéo lấy thanh long yển nguyệt đao, dục ngựa xông tới. Xì xì thử. Trường đao cùng mặt đất ma sát, phát ra chói tai tạp âm. Kinh khủng đau thế đang ngưng tụ. Kéo lên. Kéo lên không ngừng kéo lên. Quan vũ tuyệt kỹ. Kéo đao quyết. Đại tần lão tổ, bắt đầu để thủy hoàng công lực tam quốc, nguồn sâu lười. Chương 10, chữ thiên nhất đẳng sát thủ, cầu đề cử cầu cất giữ. Đại tần. Hàm dương. Huyền thiên cung. Mông điềm không tệ, tướng môn hổ tử, có cha hắn phong phạm. Doanh chính nhìn qua màn sáng, khẽ vuốt cằm lữ bất vi bọn người nghe vậy biết rõ mông điềm vào doanh chính con mắt ngày sau tiền đồ vô cùng vô tận quan vũ xuất thủ tất cả mọi người giữ vững tinh thần đối với quan vũ cùng mông điềm một trận chiến này tràn ngập chờ mong đại tần thế giới võ đạo mạnh hơn tam quốc nhưng mông điềm dù sao còn không có hoàn toàn trưởng thành mà quan vũ lại là tam quốc xếp hạng năm vị trí đầu võ tướng quan vũ kéo đao quyết nặng tại tụ thế, phía trước ba đao, một đao sau một đao mạnh, nhưng chỉ cần chống đỡ ba đao, đằng sau liền dễ dàng. Cái nhíp nhìn chầm chầm màn sáng, trong lòng thầm nghĩ. Quan vũ thực lực với hắn mà nói không tính mạnh, cho dù lữ bố, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng nó núi chi thạch có thể công ngọc. Huống chi quan vũ nếu là học tập đại tần võ đạo, thực lực tất nhiên vô cùng đáng sợ cho dù hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng đám người lực chú ý đều tập trung ở màn sáng phía trên ở đây cũng chỉ có doanh huyền cùng diễm phi nguyệt thần ba người không có để ý mông điềm cùng quan vũ chiến đấu ở trong mắt doanh huyền cùng trò trẻ con không có khác nhau cho dù doanh huyền không dựa vào đại tầng thế giới chi lực hắn cũng có lục địa thần tiên tu vi có thể xưng đại tầng thế giới trần nhà cho dù đông hoàng thái nhất bắc minh tử, quỷ cốc tử tại hắn trong mắt cũng như sâu kiến, một chiêu liền có thể diệt sát. Mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần một trái tim đều trên người doanh huyền. Diễm Phi rót rượu. Nguyệt Thần thon dài ngọc thủ lột ra vỏ nho, đem bồ đào đúc tới doanh huyền bên miệng, được không tiêu giao khoái hoạt. Doanh huyền nhàn nhạt, nhạt nhìn qua màn sáng, liền cùng nhìn chân nhân võ hiệp mãn lớn. Chỉ gặp quan vũ dục ngựa đi vào mông điềm trước người ba trượng, thanh long yển nguyệt đao đột nhiên giơ lên mang theo công kích chi thế một đao đánh xuống một đao kia như thiểm điện như bôn lôi bài sơn đảo hải tồi khô lạp hủ đến hay lắm mông điện cảm thấy áp lực thật lớn nhưng nhãn thần lại càng thêm hưng phấn trường thương hoành ngăn làm một cổ cự lực dọc theo trường thương cuốn tới chấn động đến cánh tay hắn run lên không đợi hắn chậm quá khí. Quan Vũ đao thứ hai theo sát lấy đánh xuống, như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Mông Điềm thân thể rung lên, nhìn không được lui lại hai bước. Oanh. Đao thứ ba theo sát lấy đánh tới. Mông Điềm cánh tay rung lên, không kịp ngăn cản, Thanh Long Yển Nguyệt đao lạnh lẽo lưỡi đao xẹt qua hắn ngực, đem hắn một đao đánh bay. Thật là lợi hại mông điềm rơi xuống đất, ổn định thân hình, thể nội khí huyết sôi trào, nhưng không có thụ thương. Quan Vũ Thanh Long yển nguyệt đau mặc dù lợi hại, nhưng so với cao tiệm ly thủy hàng kiếm kém không ít, liền thủy hàng kiếm đều không phá nổi mông điềm thương vân giáp, Quan Vũ càng không cần phải nói. Đương nhiên, nếu là Quan Vũ tu luyện đại tần võ đạo, nghĩ phá vỡ mông điềm thương vân giáp, hẳn không phải là rất khó khăn. Thật là lợi hại giáp trụ. Quan Vũ mắt phượng nhắm lại, không nghĩ tới tự mình thanh long yển nguyệt đau vậy mà không có tại mông điềm thương vân giáp trên lưu lại một tia vết tích. Giá. Quan Vũ không có dừng lại, dục ngựa tiến lên. Thương vân giáp mặc dù lợi hại, nhưng hắn chỉ cần trả mông điềm cổ, thương vân giáp nhưng không phòng được. Ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, đỏ sậm chi khí tràn ngập mà đến, tự như che khuất mặt trời, chung quanh tối xuống kinh khủng sát khí giống như thực chất, như bài sơn đảo hải xung kích quan vũ tâm thần. Quan vũ hít mắt lại, hắn phát hiện phía trước có hồng quan lắc ở hai mắt của hắn, để hắn mắt không thể thấy. Âm thịnh dương diệt, trú ám yểm nhật. Thanh âm trầm thấp vang lên, quan vũ một trận tim đập nhanh, toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Nguy hiểm. Cực hạn nguy hiểm bao phủ toàn thân mỗi một cái tế bào. Đại địch trước nay chưa từng có đại địch. Làm. Quan Vũ bản năng nắm chặt thanh long yển nguyệt đao hoành ngang, một thanh bộ dáng kỳ lạ đỏ sậm trường kiếm đối với hắn đón đầu đánh xuống. Oanh. Lực lượng kinh khủng rơi xuống, Quan Vũ tọa hạ chiến mã gào thét, bốn vó mềm nhũng ngã trên mặt đất. Quan Vũ rơi xuống chiến mã, khóe miệng chảy máu. Không đợi hắn đứng người lên, băng lãnh trường kiếm đã gác ở trên cổ hắn nhị đệ. Lưu bị kinh hô, vừa muốn rút kiếm xong đi lên cứu quan vũ. Một thanh màu hồng trường kiếm lại không có dấu hiệu nào gác ở trên cổ hắn. Lưu bị ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện lại là một cái nữ nhân. dáng vóc cao gầy. Có lồi có lõm. Bất quá thân mang kim loại chiến phục, mang theo hắc thiết mặt nạ, một đôi mặt lưới đánh cá vớ đôi chân dài dẫm lên giày cao gót, lạnh lẽo thấu xương. T. Bên cạnh, có Giang Đông Mạnh Hổ danh xưng Tôn Kiên Tôn Văn Đài trừng to mắt, một mặt chấn kinh. Những người này từ đâu tới, vậy mà như thế kinh khủng. Quan Vũ hâm rượu trảm hoa hùng. Chấn kinh 18 lộ chư hầu. Dương danh thiên hạ. Trở thành thiên hạ đỉnh tiêm võ tướng một trong. Bây giờ thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không có đón lấy. Lưu bị mặc dù so không lên quan vũ trương phi, nhưng vũ lực không yếu, lại ngay cả kiếm đều không thể rút ra, liền bị một cái nữ nhân cho bắt sống. Kinh khủng như vậy. Ừm. Đột nhiên, Tôn Kiên cảm thấy một sợi sát khí đem hắn khóa chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái cầm đen trắng sông nhận, phóng đảng không bị trói buộc nam tử hướng hắn đi tới. Mỗi một bước, đều rất giống dẫm tại hắn tâm khẩu. Để tâm hắn kinh run sợ tự như một đầu hồng hoang hung thú giống hắn đi tới. Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi mạnh bao nhiêu. Tôn Kiên nắm chặt trường thương trong tay, trực tiếp dết đi lên. Về phần trốn, hắn Tôn Kiên là loại kia không đánh mà chạy người sao? Làm. Giao sắc ngăn trở trường thương, hắc nhận đánh xuống, Tôn Kiên liền từ lập tức rơi xuống, cũng đứng lên không nổi nữa. Huyền Thiên Cung Việt Vương bát kiếm, kiểm nhật, kinh nghê, huyền tiễn. Trời đánh tuyệt, yêu ma quỷ quái. La võng tam đại chữ thiên nhất đẳng cao thủ. Cái nhíp ánh mắt ngưng lại, nhìn chầm chầm màn sáng bên trong xuất hiện ba người. Cái này ba người thực lực không kém gì hắn. La võng kiếm nô, lấy kiếm làm tên. Cầm trong tay đen trắng song nhận tà mị nam tử là huyền tiễn, hắn đã từng lúc tuổi còn trẻ gặp được, cùng hắn sư đệ vệ trang hợp lực mới kháng trụ đối phương. Về phần xuất hiện trước nhất yểm nhật, cùng thân là nữ tử kinh nghê, đều rất thần bí. Hắn trước kia chưa từng gặp qua. Hắn có thể nhận ra đối phương. Hoàn toàn là bởi vì trên tay đối phương nắm giữ việc vương bát kiếm. dáng vóc không tệ. Mọi người ở đây kinh hải la võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ thực lực kinh khủng lúc, doanh huyền bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm để bọn hắn ngẩn người. Dáng vóc không tệ. Đây cũng là nói kinh nghe a. À? Huyền tổ chú ý điểm quả nhiên không giống bình thường. Cũng đúng. Lấy huyền tổ thực lực, điểm nhật, kinh nghe, huyền tiễn điểm này thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng người não hải bên trong nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ. Chưởng quản La Vọng tướng quốc lữ bất vi nhãn tình sáng lên, vội vàng tiến lên nói ra huyền tổ trong phủ còn thiếu một chút sai sử hạ nhân kinh nghe võ công mặc dù không cách nào cùng huyền tổ đánh đồng nhưng cũng có thể thay huyền tổ xử lý một chút việc vặt vi thần để kinh nghe tới hầu hạ huyền tổ không biết huyền tổ định như thế nào doanh huyền khẽ gật đầu nhưng lữ bất vi nghe vậy trong lòng vui mừng đồng thời suy nghĩ tìm cơ hội đem hắn nữ nhi lữ nương dung cũng làm tới kinh nghe dù sao chỉ là la võng sát thủ hắn mặc dù trưởng quản la võng nhưng quan hệ cũng không kiên cố nếu là hắn nữ nhi có thể thu hoạch được doanh huyền ưu ái vậy liền ổn cái khác đại thần thấy thế nguyên bản liền có tâm tư càng thêm linh hoạt bắt đầu doanh chính nhàn nhạt nhìn qua không có để ý bây giờ có doanh huyền tại lữ bất vi căn bản lật không nổi sóng gió gì mà tại đại tần văn võ suy nghĩ làm sao đem mình người nhét vào huyền thiên cùng lúc, tỷ thủy quan chiến đấu rất nhanh kết thúc. Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Bị, Tào Tháo các loại 18 lộ chư hầu bị đánh trở tay không kịp, tăng thêm đại tần tuyệt đối vũ lực áp chế. 18 lộ chư hầu toàn bộ bị bắt, một cái cũng không có chạy thoát. Dưới quyền bọn họ 40 vạn đại quân. Ngoại trừ Tử Thương cùng chạy thoát, còn lại 20 vạn đại quân toàn bộ đầu hàng. Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thiệu, Tôn Kiên bọn người tụ tập cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vừa mới còn đang vì trảm hoa hùng, phá tỷ thủy quan mà hưng phấn, mặc sức tưởng tượng lấy dết vào lạc dương, tiêu diệt động trác, chia cắt thiên hạ. Kết quả đảo mắt liền biến thành tù nhân. Đại hỷ đại bi. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cộc cộc cộc. Nương theo lấy trận trận tiếng bước chân vang lên, vương tiễn, Vương Bí, Lý Tính, Nội Sử Đằng, mong điềm bọn người nhanh chân đi tiến doanh trướng. Các ngươi là ai? Nhìn thấy chủ tướng xuất hiện, viên thuật ngẩng lên cổ, lớn tiếng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Muốn cùng toàn thiên hạ là địch sao? Hắn viên gia tứ thế tam công, môn sinh cố lại, trải rộng thiên hạ. Huống chi hôm nay chúng chư hầu đều ở đây. Hắn không tin đối phương thực có can đảm đem bọn hắn đều giết tù binh còn như thế kiên cường kéo ra ngoài chém vương tiễn coi nhẹ quét mắt viên thuật nhẹ nhàng phất phất tay hai cái như lan như hổ đại tận giáp sĩ trực tiếp tiến lên lôi kéo viên thuật đem hắn ấn xuống đi các ngươi chơi cái gì thả ta ra ta là viên gia con trai trưởng các ngươi giết ta viên gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi không muốn van cầu ngươi đừng có giết ta ta sai rồi A. À. Viên thuật thê lương thanh âm vang lên, cuối cùng bình tĩnh lại. Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị bọn người thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Viên Thuật muốn chết, bọn hắn không có để ý. Bọn hắn càng muốn biết rõ, những người trước mắt này đến cùng là nơi nào tới, là thân phận gì. Tại hạ Lưu Bị Lưu Huyền Đức gặp qua tướng quân, hôm nay thua ở tướng quân chi thủ, tâm phục khẩu phục còn chưa thỉnh giáo tướng quân tôn tính đại danh, sở thuộc người nào. Lưu Bị đối vương tiễn chấp tay cúi đầu, tuân hỏi. Tại hạ Tào Tháo Tào Mạnh Đức, tướng quân chi quân, thao cuộc đời ít thấy. Tào Tháo đi theo nói ra, hôm nay thua ở tướng quân chi thủ, vui lòng phục tùng, không biết có thể cáo tri thao tục danh, thuộc về, để thao biết mình bại vào người nào chi thủ. Như thế, cho dù là chết, cũng chết cũng không tiếc vậy không chỉ có Tào Tháo lưu bị. Viên thiệu, tôn kiên bọn người nhìn về phía vương tiễn. Tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ. Bản tướng vương tiễn, sở thuộc đại tần tần vương dưới trướng, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua. Vương tiễn nhìn xem hiếu kỳ đám người, nói ra, bất quá bản tướng không phải là các ngươi biết rõ cái kia vương tiễn, mà là một cái thế giới khác, đại tần thế giới vương tiễn. Oanh! tào tháo lưu bị bọn người thân thể rung lên như gặp phải trọng kích trong đầu tựa như sét đánh trời nắng một cái thế giới khác đại tầng thế giới vương tiễn